hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1131, số nữ kế. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Lữ nhân suy nghĩ rồi đứng lên đi về phía thiếu phụ xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn bóng lưng của lữ nhân rồi lầm bầm một câu. Ba vị sư phụ quả nhiên đều là lão sắc quỷ, tam sư phụ cũng là lão sắc quỷ, tuổi cao sức yếu thế mà vẫn còn ham gái. Cũng may trong quán ba khá ồn ào nên lữ nhân không nghe được những lời nói của Hạ Thiên, nếu không lão phải đánh cho tên đệ tử thích nói bậy một trận, tiểu tử này dám gọi lão là lão sắc quỷ sao? Chính hắn mới là tiểu sắc quỷ. Những năm gần đây ông già tán gái chưa chắc đã mất ưu thế, mà bản lĩnh tán gái của lữ nhân lại càng tỏ ra có ưu thế, chưa đến một lúc lâu thì Hạ Thiên đã thấy lữ nhân và thiếu phụ xinh đẹp kia kết thân với nhau. Trên đời này chán nhất là xem người khác tán gái. Hạ Thiên lầm bầm, hắn cũng muốn tự mình tán gái, nhưng trong đây căn bản không có gái để tán. Thật sự không có biện pháp, vì vậy hắn chỉ có thể giúp tam sư phụ một tay mà thôi. Ông xã, điện thoại kia. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn cảm thấy có chút hưng phấn, vì người điện thoại đến là Mộc Hàm. Vợ, bây giờ chỉ có rảnh sao? Hạ Thiên nhận điện thoại vội vàng hỏi. À, không có việc gì, chồng đang ở chỗ yêu yêu à, Sọng điệu của Mộc Hàm mềm mại và đáng yêu vô hạn. Không, tôi ở trong một quán bar, chỗ này có chút việc, vợ có đến tìm tôi không? Hạ Thiên dù rất muốn rời khỏi đây nhưng lữ nhân còn chưa lấy lại được ví tiền, hắn chỉ có thể chờ ở đây, vì thế hắn chỉ có thể gọi Mộc Hàm đến đây tìm mình. À, tôi sẽ đến ngay. Mộc Hàm không do dự mà đồng ý ngay, sau đó nàng hỏi tên quán bar rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên tiếp tục nhìn lữ nhân tán gái, nhìn qua có vẻ lữ nhân đã đắc thủ thiếu phụ xinh đẹp kia gặp một ông già trưởng thành và khôi hài đến an ủi giống như rất nhanh sẽ rơi vào tay giặc nhưng lúc này hạ thiên cũng không quan tâm nhiều vì vợ tóc vàng xinh đẹp của hắn sắp đến đến khi mộc hàm đến thì tam sư phụ chỉ có thể ghen ghét và hâm mộ mà thôi tiên sinh chỗ này đã có ai ngồi chưa một giọng nói động lòng người chợt vang lên bên cạnh nhưng khẩu âm có chút kỳ quái hạ thiên quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ đến gần hắn Hắn cũng hiểu vì sao giọng điệu của nàng có vẻ kỳ quái, vì nàng tóc vàng, da trắng, rõ ràng là gái ngoại quốc. Nàng là một cô gái nước ngoài nói tiếng Trung, khẩu âm kỳ quái cũng là điều không có gì lạ. Audio điện tử võ tấn bền. Cô gái ngoại quốc này có dáng người rất nóng bỏng, cách ăn mặc cũng rất gợi cảm, điều này làm Hạ Thiên nhớ đến Isabella. Đáng tiếc là khuôn mặt cô gái này không được như Isabella làn da có vẻ rất tốt nhưng Hạ Thiên có thể nhận ra đó là nhờ trang điểm. Không có người ngồi, nếu cô muốn ngồi thì cứ tự nhiên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn rồi cười hì hì nói. Cảm ơn. Cô gái ngoại quốc nóng bỏng ngồi xuống, sau đó nàng gọi nhân viên phục vụ một ly whisky. Cô gái ngoại quốc cầm ly rượu, nàng hấp một nửa ly, sau đó mới thỏa mãn buông ly cười quyến rũ với Hạ Thiên. Tôi là Eli đến từ London, còn anh? Tôi là Hạ Thiên, từ trên núi xuống hạ thiên thuận miệng trả lời trên núi eli có chút ngạc nhiên đúng vậy là trên núi xuống hạ thiên nghiêm trang trả lời này cô có biết không nước chúng tôi nếu có người chết thường mang chôn cất dưới chân núi nghĩa địa london chúng tôi cũng thường ở dưới chân núi eli trả lời hạ thiên cũng uống một hớp rượu sau đó hắn dùng giọng có chút hoang mang nói cô muốn lên núi sao trong mắt y lai xuất hiện cái nhìn khác lạ hạ tiên sinh anh mời tôi đến nhà mình sao không phải hạ thiên lắc đầu tôi hỏi cô có muốn được vùi trên núi không cơ thể y chợt cứng ngắc sau đó nàng nở nụ cười miễn cưỡng hạ tiên sinh tôi không hiểu nhiều tiếng chung lời này của anh có ý gì à vợ của tôi sắp đến hạ thiên chợt nói một câu không liên quan gì y chợt cười hạ tiên sinh anh sợ vợ thấy chúng ta ngồi cùng một chỗ thì sẽ ghen sao? Không, vợ của tôi không thích ăn giấm. Hạ Thiên lại lắc đầu. Nhưng vợ của tôi sắp đến đây, tôi muốn ngồi cùng vợ, vì vậy cũng không có thời gian với cô. Tôi trực tiếp hỏi cô, cô muốn tôi xử lý cô ngay bây giờ, sau đó vùi cô trên núi, hay cô muốn sống thêm vài năm, sau đó được người khác vùi dưới chân núi. Y Lai nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, một tay nhanh chóng đưa vào trong áo khoác, nhưng nàng còn chưa với vào bên trong thì đột nhiên phát hiện mình không thể hành động. Khoảnh khắc này vẻ mặt nàng đã xám như cho tàn, trong ánh mắt có chút hương vị sợ hãi. Này, cô có biết không, tôi rất thích Mỹ nhân kế, nhưng cô biết tôi ghét nhất thứ gì không? Hạ Thiên nhìn Y Lai. Tôi ghét nhất là những người không quá đẹp, còn không sạch sẽ mà lại chạy đến trước mặt tôi thi triển Mỹ nhân kế, cô không biết đây là xấu nữ kế sao? Anh, anh muốn thế nào? Y Lai có chút bình tĩnh, đến bây giờ nàng mới chính thức hiểu rõ sự đáng sợ của người này trước mặt hắn thì nàng chỉ là một miếng thịt trên thớt căn bản không có lực phản kháng ai bảo cô đến giết tôi hạ thiên mở miệng hỏi tôi là sát thủ chuyên nghiệp eli trả lời nàng không biết vì sao đối phương phát hiện ra thân phận của mình nhưng bây giờ nàng đã hiểu nàng vừa gặp mặt đã bị hắn khám phá ra rồi sát thủ chuyên nghiệp sao hèn gì sát khí trên người rất nặng hạ thiên lầm bầm bây giờ sát thủ chuyên nghiệp dám ra tay với tôi cũng không còn nhiều đúng rồi chẳng lẽ cô là người của liên minh sát thủ đúng vậy tôi đến từ liên minh sát thủ ilai càng khiếp sợ người đàn ông đối diện người này thật sự không gì không biết thằng ngốc mayer của liên minh sát thủ các người quá ngu gần đây tôi đã quên tìm phiền toái cho các người đáng lý các người phải cảm thấy may mắn mới đúng bây giờ còn dám chạy đến làm phiền tôi xem ra các người muốn tôi ra tay tiêu diệt hạ thiên không khỏi lắc đầu này các người nói với mai một tiếng tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn nếu rảnh tôi sẽ đến tiêu diệt cả liên minh sát thủ anh anh không giết tôi sao eli ngoài kinh ngạc thì cũng cảm thấy có chút hy vọng loại tiểu nhân vật như các người dù giết đi cũng không có ý nghĩa gì vì vậy nếu cô nghe lời tôi cũng không giết cô hạ thiên lời biếng nói quan trọng là tôi muốn cô đi nói dùm một câu nói gì Y Lai không có chút ý nghĩ phản kháng, người đàn ông này quả nhiên hùng mạnh như lời đồn, thậm chí còn mạnh hơn. Dù ai nghĩ ra Mỹ nhân kế để cô đến lừa tôi, nhưng cô về nói cho người bày kế biết, nếu sau này muốn dùng Mỹ nhân kế thì phải dùng Mỹ nữ thật sự, cũng đừng là Mỹ nữ không sạch sẽ, cô có biết cái gì là không sạch sẽ không? Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Này, tôi muốn nói rõ với các người một chút, nếu không phải là Mỹ nữ thì vô dụng với tôi tôi hiểu rồi, nhất định sẽ truyền lời. Y Lai vội vàng trả lời, trong lòng cũng không ngờ, mình còn chưa phải là người đẹp sao. Nếu nàng không phải là mỹ nữ, như vậy thế nào mới là mỹ nữ? Nhìn bộ dạng của cô thì chắc không biết thế nào là người đẹp phải không? Hạ Thiên cầm lấy ngân châm, hắn đâm lên người Y Lai. Bây giờ cô quay đầu lại, nhìn ra cửa, sẽ biết thế nào là người đẹp. Y Lai trước đó phát hiện mình không cử động được, lúc này nàng chợt phát hiện mình khôi phục lại năng lực hành động, vì vậy mà vô thức nhìn về cửa quán ba. Ngay sau đó nàng thấy một người đẹp tóc vàng, dù nàng và đối phương đều là tóc vàng nhưng nếu so sánh thì mình quá kém. Dú là gương mặt, làn da, dáng người, thậm chí là cả nét quyến rũ, nàng đều thua xa. Khoảnh khắc này người đẹp lai đang quẩy quyến rũ, nàng có vẻ cực kỳ đẹp. Chồng, người đẹp tóc vàng đi về phía Hạ Thiên, nàng không quan tâm đến Y Lai mà ngồi bên cạnh Hạ Thiên. Bây giờ biết thế nào là mỹ nữ chưa?" Hạ Thiên nhìn Y Lai, "Tuy tôi không trông mong các người tìm được người đẹp như vợ tôi, nhưng cũng đừng quá xấu chứ. Được một nửa như vợ tôi cũng ngon rồi, nếu không được thì đừng dùng mỹ nhân kế, nếu không thì mỹ nhân trong mắt bọn họ chỉ là người chết mà thôi." "Hạ tiên sinh, tôi sẽ chuyển lời." Y Lai vội vàng nói. "Được rồi, cô có thể đi, đừng quấy rầy chúng tôi." Hạ Thiên phất tay, hắn cũng không còn hứng thú với cô gái này. Y Lai nghe nói như vậy thì giống như được đại xá, nàng cũng không nói nhiều mà trực tiếp đứng lên bỏ đi, khi nàng ra khỏi quán ba thì phát hiện cả người ướt đẫm mồ hôi. Mộc hàm nhìn Y Lai rồi nhíu mày. Chồng, cô ta là sát thủ sao? Đúng vậy, xấu quá, bộ dạng như vậy mà đòi dùng mỹ nhân kế với tôi. Hạ thiên bĩu môi, sau đó hắn thuận tay ôm Mộc hàm đặt lên đùi, hắn hôn nàng một cái rồi nói vẫn là vợ tôi xinh đẹp nhất. Mộc hàm cười quyến rũ, nàng quét mắt nhìn quán ba, sau đó nàng mê hoặc hỏi. Chồng, chỗ này cũng không có người quen, sao cậu lại ở đây? Mộc hàm thật sự có chút buồn bực, với hiểu biết của nàng thì Hạ Thiên không phải là đàn ông thích vào quán ba. Tuy hắn thích thức đêm nhưng là thức trên giường với người đẹp, không phải chạy vào hộp đêm, vì nơi đây không có phụ nữ mà hắn thích. Hạ Thiên còn chưa trả lời thì Mộc Hàm chợt nghe thấy một âm thanh ngả ngớn vang lên bên cạnh. Này, người đẹp, bao nhiêu một đêm? O không ô, chương 1132, thật sự tà môn. Mộc Hàm không khỏi quay đầu, nàng phát hiện cách đó không xa có ba tên đàn ông đứng sát bên nhau. À, nói cụ thể một chút thì tên đàn ông ở giữa hình như đứng không vững, phải để cho hai tên đàn ông ở bên cạnh đỡ lấy người. Nói đúng ra thì tên đàn ông ở giữa cũng không quá lớn tuổi, chỉ hơn 30 mà thôi, bộ dạng có chút hèn mọn bị ổi, bây giờ càng nhìn càng thấy hèn mọn bỉ ổi. Trong miệng tên kia thở ra mùi rượu nồng nặc, dù đứng trong quán ba và đứng cách vài mét cũng có thể ngửi thấy được. Mộc hàm khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra cảm giác chán ghét, quán ba này không đẹp đẽ gì, nàng đã muốn cùng Hạ Thiên bỏ đi. Khi thấy Mộc hàm không trả lời thì tên kia lại tiếp tục nói, Mộc hàm trước đó nghĩ rằng đối phương không nói với mình, nhưng bây giờ nàng cuối cùng cũng có phản ứng. Anh đang nói với tôi sao? Mộc Hàm có chút bực bội. Ơ, ờ, tên đàn ông hèn mọn có vẻ mất hẳn bộ dạng say rượu. Người đẹp, anh còn tưởng em là người nước ngoài. Anh nói cho em biết, hôm nay anh đang vui, anh muốn chơi xa hoa một chút. Một ngàn, hai ngàn. Lửa giận trong lòng Mộc Hàm chợt bùng lên. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu, tên ngốc này dám coi nàng như loại phụ nữ kia. Đám nhân viên phục vụ quán ba thì thầm nghĩ tên này đúng là đuôi mù chẳng lẽ hắn không thấy kết quả của tên bảo vệ và châu châu vừa rồi sao? Người đẹp, hai ngàn là giá cao rồi, nếu không thì theo anh đi chơi một phen nhé. Anh cho em thêm 10 ngàn. Tên đàn ông uống quá nhiều rượu lại tiếp tục lên giá, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã bị một chai rượu nện lên đầu. Hừ, dạo này có quá nhiều thằng mù. Một âm thanh căm tức vang lên, là tạ hiểu phong đã quay về, hắn nói. Người đâu hết rồi, đến ném thằng này ra, phế nó đi, sau này để cho đàn ông chơi nó. Tạ Hiểu Phong thật sự rất căm tức, tối nay hắn chỉ muốn đến đây uống rượu, đây cũng là địa bàn của hắn, nhưng hắn không ngờ mới đến đã thấy bảo vệ quán ba định đánh Hạ Thiên, vì vậy mà sợ chết khiếp. Còn bà nó, vị thiên ca này có thể động vào sao? Tạ Hiểu Phong vất vả lắm mới thu phục được chuyện vừa rồi, hắn cũng bỏ ra chút thời gian tìm bóp về cho Thiên ca, nhưng khi vào cửa thì choáng váng, lại có thằng ngu muốn đùa giỡn vợ của Thiên ca. Đêm nay đúng là một đêm khốn nạn. Tạ Hiểu Phong không nói hai lời, hắn nhanh chóng thu phục tên khốn vừa rồi, thừa dịp Thiên Ca còn chưa ra tay thì thu phục trước, nếu để đến khi Thiên Ca ra tay thì coi như xong. Sau khi để thuộc hạ kéo tên khốn kia ra ngoài, Tạ Hiểu Phong lúc này mới xem như thở ra một hơi, sau đó hắn lấy cái bóp vừa lấy ra khỏi thùng rác và được kỳ cọ sạch sẽ đưa đến trước mặt Hạ Thiên. "Thiên Ca, đã tìm được bóp, nghe Chu Cầm nói chưa động đến thẻ tín dụng." số tiền bên trong cũng được trả lại, anh kiểm tra lại xem. À, chú chờ chút. Hạ Thiên đặt mộc hàm xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó hắn đứng lên đi về phía lữ nhân. Đây là đồ của sư phụ, trả lại cho sư phụ, ngài xem có thiếu thứ gì không? À, không có gì, mà tiền thì hình như còn nhiều thêm. Lữ nhân nhanh chóng kiểm tra, sau đó nói với Hạ Thiên. Con đi đây, sau này đừng làm ra những chuyện xấu hổ như vậy và đến tìm con hạ thiên lười biếng nói một câu sau đó hắn xoay người bỏ đi hắn đến bên cạnh mộc hàm sau đó hắn kéo nàng đi ra ngoài thiên ca anh đi thong thả tạ hiểu phong vội vàng cung kính tiễn khách đến khi hạ thiên và mộc hàm biến mất tạ hiểu phong vẫy tay với nhân viên phục vụ thấy vị tiên sinh kia không Chiều đãi ông ấy cho tốt tất cả thức ăn nước uống đều miễn phí hiểu chưa tiểu tử tạ hiểu phong rất cơ chí hắn thấy hạ thiên vừa đến đưa bóp cho lữ nhân hắn hiểu ngay ví kia không phải của Hạ Thiên mà là của lão già kia. Đồng thời lão già kia lại có thể ép Hạ Thiên làm việc, chắc chắn không tầm thường, dù không biết ông ta là ai, nhưng chiêu đãi tốt sẽ không có vấn đề. Ra khỏi quán bar và ngồi lên chiếc Audi của Mộc Hàm, cuối cùng Mộc Hàm trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Chồng, đến chỗ yêu yêu hay về chỗ tôi? Đến chỗ chị đi, tiểu yêu tinh đang vội luyện công, cũng không nên quấy rầy cô ấy. Hạ Thiên trả lời. Được. Mộc hàm lên tiếng, nàng tùy ý khởi động xe, thật ra nàng cũng muốn về chỗ của mình, dù nàng ở với Hạ Thiên cũng không có gì cố kỵ, nhưng nếu đó là thế giới của hai người thì quá tốt. Nàng và yêu yêu có quan hệ rất tốt, nhưng nếu muốn ở cùng một chỗ mà làm chút chuyện xấu, vẫn có thể xấu hổ. Xe chạy được một lúc, Mộc hàm cuối cùng cũng không nhịn được mà phải hỏi. Chồng, ông lão vừa rồi là ai vậy? À, là Tam Sư Phụ. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, với mức độ thân mật giữa hắn và mộc hàm chuyện này cũng không có gì phải che giấu sao mộc hàm chợt sững sờ chồng ông ấy là ám hoàng trong truyền thuyết sao chính là ông ấy hạ thiên khẳng định ông ấy làm ra một việc rất xấu hổ không dám nói cho ai biết chỉ có thể gọi tôi đến giúp đỡ mộc hàm cũng không hỏi lại nhưng nàng xem như đã hiểu vì sao hạ thiên lại đến quán ba đúng rồi vợ chỉ có quen biết một tên là cố hàn phong không hạ thiên lúc này hỏi cố hàn phong mộc hàm suy nghĩ cái tên có chút ấn tượng có lẽ là người cố gia ở thủ đô nhưng trước nay cố gia luôn không có địa vị gì dù khi tôi còn ở long tổ hay ám tổ thì không chú ý đến cố gia vì vậy cũng không hiểu rõ tình huống của cố gia mộc hàm dừng lại rồi dùng giọng có chút buồn bực hỏi chồng sao cậu lại hỏi hắn chẳng lẽ cậu và Cố Hàn Phong có ân oán gì sao? Tôi và anh ta vốn không có thủ oán gì, nhưng hôm qua tôi đã bẻ gãy tay anh ta. Hạ Thiên đơn giản nói ra sự việc xảy ra ngày hôm qua cho Mộc Hàm. Không đúng, người của Cố Gia mà dám liều mạng với Triệu Gia sao? Còn nữa, Cố Hàn Phong kia chỉ một đấm mà đã đánh bại Triệu Hiểu chắc sao? Mộc Hàm thật sự kinh ngạc, tin tức này có thể nói là nằm ngoài ý muốn với nàng. Vợ, tôi chỉ muốn nói cho chị biết, khi thấy người của cố gia thì chỉ cẩn thận một chút. Hạ Thiên mở miệng nói. Đối với người thường thì cố Hàn Phong kia rất lợi hại, vợ bây giờ tuy không thua hắn nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng gì. Điều quan trọng là cố Hàn Phong học thứ võ công không bình thường, có chút tương tự với tôi, vì vậy sau lưng hắn sẽ còn cao thủ. Ừ, chồng, tôi sẽ cẩn thận. Mộc hàm lên tiếng, nhưng nàng vẫn có chút mê hoặc. Người cố ra sao lại lợi hại như vậy, điều này không đúng vợ cũng không nên lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng để chị trở nên lợi hại hơn, đến lúc đó chị muốn đối phó với Cố Hàn Phong cũng sẽ đơn giản, dù gặp phải cao thủ sau lưng Cố Hàn Phong cũng không sợ." Hạ Thiên an ủi Mộc Hàm một câu. "Ừ." Mộc Hàm gật đầu, nàng cũng không lo lắng, có Hạ Thiên ở bên cạnh, nàng cảm thấy không có gì cần phải lo lắng. Hạ Thiên cũng không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ đến một vấn đề. Cố Hàn Phong và tên áo bảo sám đến Thanh Phong Sơn mà chị Mộng hôm qua nhắc đến có quan hệ gì không? Trước khi hắn rời khỏi Thanh Phong Sơn thì thần tiên tỷ tỷ có nói, Thanh Phong Sơn có một điểm rất đặc biệt, đó là có càn khôn đại trận che giấu tướng mạo của Thanh Phong Sơn, cũng làm cho Thanh Phong có thêm nhiều chim quý và dị thảo, càng làm cho Thanh Phong Sơn có linh khí nồng đậm. Năm xưa kim đan của thần tiên tỷ tỷ bị hao tổn, lúc đó linh khí trên địa cầu đã rất mỏng manh, nàng không thể nào hấp thu linh khí mỏng manh này, như vậy căn bản không thể nào chữa thương. Nhưng linh khí trên Thanh Phong Sơn lại rất nồng đậm, nàng có thể hấp thu được một ít, miễn cưỡng có thể ổn định vết thương, cũng vì vậy mà nàng mới liên tục ở lại Thanh Phong Sơn. Nhưng 20 năm trước, khi thần tiên tỷ tỷ đến Thanh Phong Sơn thì Càn Khôn đại trận kia đã sớm tồn tại, tuy bây giờ nàng đã cải tiến lại rất nhiều, nhưng điều này cũng làm nàng hiểu ra một vấn đề, đó là trên địa cầu cũng có người tu tiên giống như nàng. Mà cũng có thể là trên thế giới này từng có người tu tiên. Thanh Phong Sơn chắc chắn từng có một chủ nhân khác. Cũng vì vậy mà Thần Tiên Tỷ Tỷ mới nói với Hạ Thiên, sẽ có một ngày chủ của Thanh Phong Sơn hoặc hậu nhân của chủ nhân Thanh Phong Sơn sẽ đến lấy lại quyền sở hữu Thanh Phong Sơn. Lúc đó Thần Tiên Tỷ Tỷ cũng thấy khả năng này là không lớn, nhưng không ngờ chỉ nửa tháng sau thì lo lắng của nàng đã là sự thật, đúng là có người muốn mở ra càn khôn đại trận. Thần Tiên Tỷ Tỷ vốn muốn tìm được đối phương để thương lượng, nhưng Hạ Thiên không muốn thương lượng với người ta hắn cảm thấy thanh phong sơn là của hắn và thần tiên tỷ tỷ, ai muốn cướp thì hắn sẽ cho ăn đòn, nhưng bây giờ hắn còn chưa biết đối phương là dạng gì, liễu mộng khi đó cũng không thấy rõ ràng. Chồng, về đến nhà rồi. Âm thanh quyến rũ của mộc hàm vang lên làm hạ thiên bừng tỉnh. Hạ thiên hồi phục tinh thần, hắn trực tiếp bế mộc hàm vào phòng ngủ. Đến tối thì cọp mẹ tóc vàng phát thần uy, nàng dùng vòng eo mềm mại, dùng kỹ xảo thành thạo để làm hạ thiên hòa tan vào người mình hạ thiên lúc này chỉ biết hưởng thụ cơ thể của mộc hàm hắn cũng tạm thời quên đi những vấn đề khác mãi đến trưa ngày hôm sau thì hắn mới nhớ và dạy tâm pháp cho mộc hàm mộc hàm cũng rời khỏi giường nhưng nàng chợt cảm thấy cực kỳ đói bụng nàng chạy xuống bếp vì bình thường nàng ít khi ở đây vì thế phòng bếp cũng không có chuẩn bị gì chỉ có mì và trứng gà mà thôi nàng nấu mì trứng sau đó cùng ăn với hạ thiên xem như tạm thời lấp đầy bụng sau đó Mộc Hàm bắt đầu tu luyện công pháp dưới sự chỉ dạy của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên thì ở bên cạnh hộ pháp, đến khi nàng kết thúc tu luyện thì đã 3 giờ chiều. Sau khi tắm rửa thay đồ thì Mộc Hàm kéo Hạ Thiên ra ngoài, tuy lúc này bên ngoài gió lớn nhưng nàng vẫn muốn đi dạo với hắn, nàng định đi dạo với hắn 2 giờ, sau đó cùng đi ăn tối. Nhưng vừa xuống lầu thì Mộc Hàm nhận được điện thoại, đối phương chỉ nói một câu, nàng không khỏi nhìn về phía Hạ Thiên. O không ô Chương 1133, vợ công chúa tìm đến tận cửa. "Chào Mộc tiểu thư, tôi là nhân viên của Bộ ngoại giao." Người điện thoại đến là một phụ nữ, giọng điệu có chút bức thiết, sau đó đi vào chính để ngay. "Tôi muốn tìm Hạ Thiên tiên sinh." Mộc Hàm cũng chẳng phải chưa từng có liên hệ với Bộ ngoại giao, nhưng Bộ ngoại giao trực tiếp liên hệ với nàng, hơn nữa còn muốn nàng chuyển máy cho Hạ Thiên, đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình cảnh như vậy nàng cũng không khỏi ý thức được một vấn đề trong mắt người khác thì nàng và hạ thiên như là một vậy tất nhiên mộc hàm cũng không ngại người khác cho rằng như vậy nàng còn cảm thấy vui sướng nữa là khác dù người nào muốn tìm hạ thiên đều điện thoại đến cho nàng nàng cũng không ngại còn rất vui vẻ chị tìm cậu ấy có chuyện gì mộc hàm cũng không đi xác nhận thân phận của đối phương nàng biết người biết số điện thoại của mình là không nhiều nàng cũng tin không ai dám giả làm nhân viên bộ ngoại giao để lừa mình dù đối phương nói thật hay giả thì nàng cũng không sợ, trước tiên nàng chỉ muốn hỏi xem có chuyện gì, như vậy trên cơ bản có thể xác định được thân phận của đối phương là thật hay giả. Một tiểu thư, một vị khách quý ngoại quốc yêu cầu gặp mặt Hạ Tiên Sinh. Đối phương trả lời, khách quý ngoại quốc, một hàm có chút kinh ngạc, theo tôi được biết thì cậu ấy không có bạn người nước ngoài. Một tiểu thư, thật sự có một vị khách quý ngoại quốc muốn tìm Hạ Tiên Sinh. Căn cứ vào miêu tả của cô ấy thì đó chính là Hạ Tiên Sinh, nếu không thì chị hỏi Hạ Tiên Sinh thử xem, anh ấy có biết công chúa Sama hay không? Nhân viên bộ ngoại giao dùng giọng vội vàng nói. Công chúa Sama, một hàm có hơi sững sờ, sau đó vội vàng hỏi một câu. Chị nói đến vị khách quý kia, có phải là công chúa nước Ả Rập kia không? Đúng vậy, nghe nói công chúa Sama cố ý đến nước chúng ta tìm Hạ Tiên Sinh. Đối phương trả lời ngay. Mộc hàm cuối cùng cũng hiểu, việc này người khác không biết nhưng nàng lại biết Hạ Thiên có quen biết với công chúa Sama, nhưng nàng không ngờ công chúa Sama lại đến tìm hắn. Không thể không nói sức quyến rũ của chồng nàng là khá lớn, đơn giản để cho công chúa Sama xinh đẹp phải đến tận cửa tìm người. Công chúa Sama bây giờ đang ở đâu? Mộc hàm khẽ mở miệng hỏi. Bây giờ cô ấy đang ở Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một tiểu thư, xin hỏi chỉ có thể liên lạc được với Hạ Tiên Sinh không? Công chúa Sama có hơi nôn nóng, nhân viên bộ ngoại giao cũng có hơi sốt ruột. "Vợ, nói cho cô ấy biết, tôi sẽ đến tìm vợ công chúa ngay." Hạ Thiên mở miệng nói, "Làm phiền chị liên lạc với công chúa Sama, để bọn họ phái người đến chờ ở cổng đại sứ quán, Hạ Thiên sẽ qua ngay." Mộc Hàm nghe được lời của Hạ Thiên thì lập tức nói với bên kia. "Được, cảm ơn Mộc tiểu thư." Đối phương có chút hưng phấn. "Tôi sẽ lập tức sắp xếp, tạm biệt." Trong bệnh viện Đại học Y Dược Bắc Kinh. Bác sĩ Khâu, ngài, ngài nói thật sao, con trai của chúng tôi đã khỏe rồi sao? Tiêu Đại Minh nhìn bác sĩ mà trong mắt là cái nhìn khó tin, giọng điệu còn hơi run run. Đúng vậy, Tiêu Tiểu Kiện đã hoàn toàn bình phục. Bác sĩ Khâu tuy cũng cảm thấy khó tưởng nhưng sự việc đã trải qua khá lâu, bây giờ hắn cũng tỉnh táo trở lại. Chúng tôi đã kiểm tra hai lần, xác nhận tất cả chỉ số đều bình thường bây giờ tình huống thân thể của cậu ấy còn mạnh hơn cả người bình thường nhưng điều này sao có thể tiêu đại minh đến bây giờ cũng cảm thấy khó mà tin được bố có gì mà không thể con đã sớm nói rồi các người lại không tin chẳng lẽ các người không hy vọng con khỏe mạnh sao tiêu tiểu kiện có chút không vui hôm qua hắn đã nói mình khỏi bệnh nhưng vẫn bị giữ lại làm kiểm tra cho đến hôm nay còn chưa được rời khỏi bệnh viện tiểu kiện Bố không phải đều nghĩ tốt cho cháu sao, chỉ là sự việc có vẻ là kỳ quái mà thôi." Tiêu Thủy Sinh vội vàng ở bên cạnh nói. "Tôi đã nói Thượng đế và Thiên sứ đến cứu tiểu kiện, các người lại không tin." Hàn Tiếu Tiếu ở bên cạnh thì thầm. "Dù sau này các người có tin hay không, tôi quyết định tin vào Thượng đế. Tôi cũng không thể giải thích sự kiện này, nhưng tôi tin mọi người đều thấy rõ ràng, chúng tôi cũng không hội chuẩn lầm. Trước đó các người đến bệnh viện và từng làm kiểm tra, mà tình huống của Tiêu Tiểu Kiện trước kia thế nào, tôi tin mọi người đều biết rõ." Bác sĩ khâu mở miệng nói, "Tôi chỉ có thể nói, đây là một kỳ tích, không phải là kỳ tích của y học, là kỳ tích của tính mạng. Nhất định là người kia đã chữa tốt cho con." Lúc này Tiêu Tiểu Kiện nói với cha một câu, "Dù sao lúc đó con cũng cảm thấy hai người đi vào, một nam một nữ, nhưng con không thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy người phụ nữ rất đẹp, tuổi của người nam là không lớn." cũng không biết anh ta làm gì mà con lập tức hôn mê, sau đó tỉnh lại thì con thấy đã khỏe mạnh hẳn ra. Đúng vậy, tôi cũng thấy, bọn họ là thượng đế và thiên sứ." Hàn Tiếu Tiếu ở bên cạnh nói. Tiêu Tiểu Kiện lại không đồng ý. "Cháu cảm thấy bọn họ chỉ là những người có siêu năng lực trong truyền thuyết mà thôi." Tiêu Tiểu Kiện nhìn bác sĩ khâu rồi hỏi. "Bác sĩ, cháu bây giờ có thể xuất viện chưa?" "Có thể, sau khi làm xong thủ tục thì cháu có thể xuất viện." Bác sĩ khâu khẽ gật đầu. "Nhưng tôi hy vọng sau này nên cho cháu chú ý nghỉ ngơi và thức ăn thức uống để đề phòng." "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Tiêu Tiểu Kiện nghe nói như vậy thì cực kỳ hưng phấn. Lúc này Hạ Thiên cũng rất hưng phấn, dù sao công chúa Sama xinh đẹp cũng chủ động đến tìm hắn, không vui mới lạ. Mộc Hàm biết rất rõ đại sứ quán của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, vì vậy nàng cúp điện thoại và chờ Hạ Thiên đến đại sứ quán không biết vợ công chúa đã học được tiếng Trung hay chưa, nếu còn chưa học được, tôi cũng không nhất định cần nàng. Đi trên đường, Hạ Thiên khẽ lẩm bẩm một câu. Mộc Hàm nghe nói như vậy thì có chút giờ khóc giờ cười, công chúa Sama người ta chẳng những là công chúa, hơn nữa còn là công chúa Ả Rập xinh đẹp nhất, bây giờ chạy vạn dặm đến tìm Hạ Thiên, hắn lại nói sẽ quan tâm hay không nếu nàng có học được tiếng Trung hay không. Mộc Hàm cảm thấy, dù có học được hay không, Hạ Thiên cũng không thể không cần người ta mới đúng nếu để cho người ngoài biết được Hạ Thiên chỉ vì công chúa Sama không học được tiếng Trung mà ruồng bỏ, sợ rằng tất cả đàn ông và phụ nữ trên thế giới sẽ nhổ nước miếng dìm chết hắn. Dù là Mộc Hàm cũng không thể không thừa nhận đầu óc của chồng mình không như bình thường. Tất nhiên nàng cũng không nói Hạ Thiên là kẻ ngu, nhưng nàng cảm thấy ý nghĩ của hắn quá kỳ quái mà thôi. Chồng, phía trước là đại sứ quán, bọn họ có lẽ đang chờ bên ngoài. Sau đó Mộc Hàm mở miệng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không đợi Mộc Hàm nói xong mà cắt ngang lời. "Vợ, tôi biết rồi, tôi đã thấy công chúa Sama, cô ấy đang đứng ngoài cửa." Mộc Hàm không khỏi sững sờ, công chúa Sama tự mình ra đón ngoài cửa, xem ra công chúa thật sự có yêu cầu bức thiết muốn gặp Hạ Thiên. Mộc Hàm nghĩ lại mà cảm thấy rất bình thường, công chúa Sama chạy từ xa đến tìm người, bây giờ tìm được người, tất nhiên phải ra chờ. Xe chạy đến cổng đại sứ quán, Mộc Hàm dừng xe hạ thiên cũng mở cửa bước xuống hạ thiên một cô gái mặc váy dài đột nhiên dùng âm thanh dễ nghe động lòng người nói chồng mộc hàm cũng xuống xe nàng không nhịn được phải nhìn về phía cô gái kia dù đang chạy đến nhưng cơ thể vẫn bảo trì một tiết tấu nàng chạy cũng giống như nhảy múa mộc hàm không khỏi có chút ngây người chỉ cần xét đặc điểm này thì cũng đủ cho thiếu nữ này hấp dẫn lực chú ý của tất cả đàn ông nhưng thiếu nữ này vốn cũng không phải chỉ có như vậy mà thôi Nàng còn có gương mặt Việt Mỹ, tư thái cân xứng, mái tóc dài, cặp mắt đẹp, dù xét đặc điểm nào cũng có lực quyến rũ cực mạnh với đàn ông. Mộc Hàm lần đầu tiên được thấy cô gái này, nhưng nàng biết rõ đối phương không phải là ai khác, chính là công chúa Ả Rập xinh đẹp, công chúa Sama. Mà Mộc Hàm cũng hiểu rõ, thật ra trong mắt phần lớn mọi người, công chúa Sama không quá hấp dẫn ở vẻ đẹp, nàng thu hút người khác vì thân phận và sự giàu có của mình dù là ai lấy được công chúa Sama thì đều có thể có được một khoản tiền khổng lồ, đây là điều không thể nghi ngờ, vấn đề duy nhất cần đặt nghi vấn chính là Hoàng thất sẽ không đồng ý cho công chúa lấy người ngoài. Một hàm căn cứ vào những điều mình biết về Hoàng thất các nước Ả Rập, thật ra phần lớn các thành viên Hoàng thất đều là thông hôn. Nhưng những năm gần đây Hoàng thất cũng không có truyền thống như trước, nếu không thì lúc ban đầu Hoàng tử Bai Di sẽ nên cực lực ngăn cản Hạ Thiên và công chúa Sama đến với nhau mới đúng nhưng thực tế hoàng tử Bai Di không tỏ ra tán thành, cũng chẳng phản đối. Khi Mộc Hàm nghĩ đến những vấn đề này thì công chúa Sama ở bên kia đã bổ nhào vào lòng Hạ Thiên, nàng dùng tiếng chung có hơi lưu loát nói. Chồng, cuối cùng em cũng tìm được anh. Đám nhân viên đại sứ quán vốn có chút lo lắng, nhưng khi thấy công chúa Sama nhào vào lòng Hạ Thiên thì bọn họ hiểu ra, Hạ Thiên thì ra là người đàn ông mà công chúa muốn tìm. Bọn họ rất hâm mộ, đồng thời cũng thở phào, Cuối cùng cũng làm tốt sự việc này. Vợ công chúa, em hình như học được tiếng Trung rồi thì phải. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của công chúa Sama, trong lòng có chút vui sướng, nếu nàng đã học được tiếng Trung, vậy sau này nàng có thể là vợ chính thức của hắn. "Đúng vậy, chồng, sau lần trước em luôn học tiếng Trung, giáo viên dạy tiếng Trung của em nói em đã nói khá tốt rồi." Công chúa Sama có vẻ khá vui. Vì vậy lúc này em mới đến tìm anh, em còn chưa được đi đâu, anh đưa em đi chơi nhé. Được. Hạ Thiên đồng ý, nếu vợ công chúa đã muốn đi chơi, hắn cũng sẽ đưa nàng đi, dù hắn cảm thấy chẳng có chỗ nào vui. Chồng, nếu cậu muốn đưa công chúa Sama ra ngoài chơi thì phải nói một tiếng với đại sứ quán, để bọn họ sắp xếp. Mộc hàm ở bên cạnh nhắc nhở. O không ô. Trường 1134, đường phèn hồ lô nửa giờ sau trên thành cổ, một đôi thiếu niên nam nữ tay nắm tay đi dạo, thiếu niên nhìn có vẻ bình thường, cô gái thì rất đáng chú ý, váy dài xinh đẹp, gương mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý, ngũ quan và màu da khác biệt với người Trung Quốc, tất cả đều làm cho người ta phải chú ý đến nàng. Thiếu nữ chốc chốc lạ phát ra những tiếng cười như chuông bạc, những ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ tay vào khắp nơi, giống như mọi thứ đều rất đáng ngạc nhiên. Chồng, kia là thứ gì? Là đường hồ lô. Cái gì là đường hồ lô? Là hồ lô làm từ đường phèn. Đường phèn là thứ gì? Là đường mà thôi. Có thể làm thành hồ lô như vậy sao? Có thể. Hi hi, chồng gạt người. Nghe được những lời đối thoại của hai người phía trước, vẻ mặt của hai người phía sau đều biến thành màu xám, cả hai đưa mắt nhìn nhau, đều cười khổ. Cặp nam nữ này là một người Trung Quốc và một người ngoại quốc, đều hơn 30, tướng mạo không tệ, nam cao lớn anh vấn nữ quyến rũ động lòng người. Nhưng bọn họ cũng không phải đến đây dạo phố, chỉ là tùy tùng của hai người phía trước mà thôi. Cặp nam nữ phía trước tất nhiên sẽ là Hạ Thiên và công chúa Sama, cặp nam nữ phía sau, nam tên là Hoác Trinh, nữ là Fadini. Tuy Hạ Thiên cảm thấy không cần đại sứ quán sắp xếp, nhưng Mộc Hàm thấy trực tiếp bắt cóc công chúa của người ta là không tốt, làm chẳng tốt sẽ phát sinh sự kiện ngoại giao, vì vậy trước tiên nàng sẽ hiệp thương trước cho chắc nhưng dù là Hạ Thiên hay công chúa Sama cũng không thích bị quá nhiều người đi theo, cuối cùng sau hơn 10 phút hiệp thương, hai bên mới chấp nhận một phương án cuối cùng, bên phía đại sứ quán cử một người đi theo, mà phía Trung Quốc cũng cho một người đi theo. Phía đại sứ quán phái ra một nữ nhân viên, nàng là Fadini, trên danh nghĩa chỉ là một tiểu kiều của đại sứ quán, thực tế chính là vệ sĩ của công chúa Sama. Hoác Trinh tất nhiên là nhân viên bên phía Trung Quốc, cũng có danh nghĩa là nhân viên bộ ngoại giao, thực tế Mộc Hàm nói cho Hạ Thiên biết, Hoác Trinh là người Long Tổ. Thật ra Hạ Thiên hy vọng Mộc Hàm đi theo mà không phải là Hoác Trinh, nhưng Mộc Hàm thấy như vậy là không tốt, tuy nàng không ngại Hạ Thiên đứng trước mặt mình mà yêu thương công chúa Sama, nhưng nếu để cho người đại sứ quán thấy Hạ Thiên vừa ôm mình vừa ôm công chúa Sama đi dạo, điều này sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Mãi đến bây giờ Ferdini vẫn còn chưa hiểu vì sao công chúa Sama lại thích một người đàn ông Trung Quốc nhìn hết sức bình thường và nói chuyện cũng không ra gì như vậy. Vì Ferdini cũng tinh thông tiếng Trung nên hiểu rõ những đoạn đối thoại giữa công chúa Sama và Hạ Thiên. Ferdini tuy rất mê hoặc nhưng cũng không có quá nhiều thời gian đi lo lắng vấn đề này, nàng quan tâm nhất là vấn đề an toàn của công chúa Sama. Tuy lần này công chúa đến đây rất ẩn giấu, theo lý thì không có mấy người biết rõ, nhưng nếu có người chú ý đến hành tung của công chúa, sẽ điều tra ra vấn đề. Dù trước mắt bọn họ chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về vấn đề ám sát công chúa Sama, nhưng vì đề phòng mà phải luôn cẩn thận, nếu công chúa Sama thật sự xảy ra chuyện thì nàng cũng không biết báo cáo công tác thế nào. Fedini nghĩ đến đây mà cảm thấy bất mãn với phía Trung Quốc, nàng hy vọng bên kia sẽ phái thêm vài người đến bảo vệ, nhưng kết quả là chỉ có một người, xem ra người ngoài là không đáng tin. Fedini tiểu thư Cô đừng quá căng thẳng, cứ thoải mái, công chúa Sama sẽ không có vấn đề gì." Khi thấy bộ dạng căng thẳng của Fedini thì Hoắc Trinh không nhịn được phải hảo tâm nhắc nhở một câu. "Hoắc tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không có lòng tin với năng lực của anh." Fedini thật sự có chút tức giận với sắp xếp của phía Trung Quốc, bây giờ nàng phát tiết lên người Hoắc Trinh. Cũng may Hoắc Trinh không quan tâm, hắn được phái đến đây vốn cũng không phải vì hắn có năng lực mạnh trong lòng tổ hắn chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Tuy hắn cũng khá xuất sắc so với đặc công bình thường, nhưng nếu so với những đặc công trong thủ đô, hắn cũng không quá mạnh. Hắn được phái đến đây cũng vì có ưu thế ngôn ngữ, hắn là người trong lòng tổ nói tiếng Ả Rập tốt nhất, nói trắng ra, hắn đến đây cũng không phải vì bảo vệ công chúa Sama, mà chỉ để dễ dàng liên lạc với đối phương mà thôi. Fadini tiểu thư, cô có thể không tin năng lực của tôi, nhưng cô nên tin ánh mắt của công chúa Sama. Hoác Trinh mỉm cười. Tôi cảm thấy chính mình khó thể nào bảo vệ tốt cho sự an toàn của công chúa Sama, nhưng tôi biết Hạ Tiên Sinh sẽ nhất định không để cho công chúa Sama xảy ra bất kỳ vấn đề nào, vì vậy tôi mới cảm thấy an tâm. Hơn nữa tôi cũng khuyên cô nên thoải mái một chút, bọn họ đi dạo phố, chúng ta cũng đi dạo phố, thưởng thức cảnh sắc. Hoác Tiên Sinh, bây giờ không những lạnh mà gió cũng khá lớn, trên đường nào có cảnh sắc gì đẹp đâu. Fadini có chút mất vui. Đúng vậy gió rất lớn." Hoắc Trinh gật đầu. Không biết Fedini tiểu thư có phát hiện một vấn đề, một vấn đề phát sinh trên người công chúa Sama mà có vẻ rất không bình thường. Chuyện gì không bình thường? Fedini nhìn công chúa Sama, nàng thấy không tầm thường chính là công chúa Sama đi cùng một người đàn ông Trung Quốc. Hơn nữa theo nàng được biết thì tên kia cũng chỉ là loại vô danh, ít nhất nàng chưa từng phát hiện tên hắn trên tin tức quốc tế. Nhưng Fedini nhìn và chợt ý thức được có gì đó là lạ, hôm nay gió lớn, quần áo của nàng cũng bị gió thổi bay lên, sao chiếc váy dài của công chúa Sama lại không có chút phản ứng? Dù chiếc váy dài của công chúa Sama là loại cực tốt, gia công hoàn mỹ, dù gió có mạnh cũng không thổi bay lên quá cao, cũng không lộ thứ gì bên trong. Nhưng vấn đề là bây giờ mép váy cũng không nhúc nhích, điều này không phải quá lố rồi chứ? Dù sao cũng không thể tin đó là người bình thường. Fedini vô thức nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh công chúa Sama, sau đó nàng phát hiện quần áo trên người của đối phương cũng không có gì biến đổi, hai người bỏ họ giống như đi vào chỗ không gió. Điều này, điều này sao có thể? Fedin thì thào nói. Đúng lúc Fadini mê hoặc thì công chúa Sama cũng phát hiện tình huống không đúng, nàng mở miệng hỏi. Chồng, vì sao gió lớn, bên kia có người bị gió thổi giạt đi, nhưng em thấy chúng ta không có cảm giác gì nhỉ? Fadini nghe thấy công chúa Sama hỏi như vậy thì vô thức tiến lên vài bước, vì nàng muốn nghe rõ đáp án. Vì anh quá giỏi. Hạ Thiên trả lời. Fadini chợt sinh ra xúc động muốn ói máu, đây là câu trả lời chó má gì. Hoác Trinh cũng không nói gì, lý do của Hạ Thiên quá khủng bố. Chồng, vì sao như vậy thì gió không thổi đến. Công chúa Sama tiếp tục truy vấn. Vì anh quá giỏi, gió mưa thấy thì tự ti mặc cảm, sau đó đều tự động biến mất, Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, phải không? Công chúa Sama suy nghĩ rồi nói, hình như cũng có hơi đúng. Nghe nói mưa gió cũng có linh tính. Công chúa Sama nhanh chóng không dây dưa với đề tài này. Sau đó nàng thấy một thứ gì đó. Chồng, kia là thứ gì? Có thể ăn sao? Là kẹo đường, đường làm từ bông, có thể ăn. Hạ Thiên nhìn qua rồi trả lời, hi hi, chồng gạt em, thứ kia chắc chắn không phải làm từ bông. Công chúa Sama cười khanh khách, sau đó nàng kéo Hạ Thiên chạy đến. Fedini nhìn Hoắc Trinh, nàng trần trừ một chút rồi hỏi. Hoắc tiên sinh, anh hiểu rõ về Hạ Tiên sinh không? Lúc này Fedini chợt sinh ra xúc động muốn biết công chúa Sama vì sao lại vừa ý tên Trung Quốc kia. Fedini tiểu thư, tôi không biết nhiều về cậu ấy. Hoắc Trinh lắc đầu. Tôi chỉ biết cậu ấy là một người thần kỳ. Hoắc Trinh thật sự không biết nhiều về Hạ Thiên, nhưng chẳng qua cũng không quá ít, nhưng hắn cũng không nói cho Fadini. Thật ra hắn cũng vừa hâm mộ vừa ghen ghét Hạ Thiên, năm xưa hắn cũng được gặp người đẹp tóc vàng của Long Tổ, nhưng Hạ Thiên đã cướp lấy Mộc Hàm, điều này đủ để hắn phải hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, Hoác Trinh tự mình hiểu lấy, hắn không có năng lực đi cướp đoạt với Hạ Thiên. Dù không có Hạ Thiên thì Mộc Hàm cũng không vừa ý hắn, vì vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Sau khi biết Hạ Thiên tán đổ công chúa Sama thì Hoác Trinh cũng có chút tự hào, hắn cảm thấy người này rất giỏi. Là đàn ông thần kỳ. Tuy Fedini mở miệng hỏi thăm đã biết Hoác Trinh sẽ không nói cụ thể, nhưng nàng thấy trả lời như Hoác Trinh là quá qua loa. Một người đàn ông lừa được trái tim của công chúa Sama đúng là thần kỳ, nếu không thì sẽ là kẻ lừa đảo. Fedini vẫn căng thẳng xem xét bốn phía, nhưng Hoác Trinh thì chẳng quan tâm, cả buổi chiều không có vấn đề, tất cả đều bình thường không có gì xảy ra. Công chúa Sama lần đầu tiên đến thành cổ, nàng thấy tất cả đều mới mẻ, vì vậy nàng rất vui vẻ. Thời gian trôi qua khá nhanh, vô tình đã đến tối, lúc này lại có vấn đề, Fedini muốn đưa công chúa Sama về đại sứ quán, mà Hạ Thiên muốn đưa công chúa Sama về chỗ của mình. Chồng, em còn phải đến đại sứ quán, ngày mai anh đến tìm em được không? Công chúa Sama tuy không tình nguyện tách ra với Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng cũng không dám đi qua đêm với hắn, vì vậy nàng chủ động muốn quay về đại sứ quán. Hạ Thiên cũng không hứng, nhưng lúc này điện thoại của hắn vang lên, lần này là một số điện thoại không quá xa lạ, là số của Tam sư phụ nữ nhân. O không ô. Chương 1135, muốn vợ đến phát điên lên rồi. Hạ Thiên nhìn dãy số gọi đến mà sinh ra xúc động không muốn nghe, trong lòng thầm nghĩ, Tam sư phụ đáng xấu hổ này không phải tối qua tán gái lại có vấn đề chứ? nếu thật sự là như vậy lúc này hắn sẽ không đi hỗ trợ sao cứ phải như vậy mãi được tuy không muốn nhưng cuối cùng hạ thiên vẫn nhận điện thoại không đợi lữ nhân nói chuyện hạ thiên đã cướp lời tam sư phụ ngài đừng nói lại bị người ta cướp mất ví đấy nhé tôi sẽ không tiếp tục giúp đỡ nữa đâu nói nhãm tất nhiên là không sao ta lại vô năng như vậy lữ nhân tức giận nói vậy sư phụ tìm tôi làm gì hạ thiên mất hứng hỏi tiểu tử ngươi xuống núi tán gái nửa năm có vẻ tán gái rất lợi hại vậy bây giờ ta hỏi ngươi phải làm sao để cướp vợ người ta vào tay lữ nhân mở miệng hỏi tôi chưa từng cướp vợ của người ta hạ thiên nghiêm trang trả lời tiểu tử ngươi không biết đặt ra giả thiết sao lữ nhân có chút mất vui giả thiết là cướp vợ người ta có biện pháp gì hay không điều này cũng đơn giản xử lý chồng của người ta là xong hạ thiên nhanh chóng nói này tam sư phụ vấn đề đơn giản như vậy sư phụ đừng hỏi tôi nữa tôi rất bận đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu buồn bực của lữ nhân này tiểu tử ngươi không thể nghĩ ra một biện pháp khác sao vậy sư phụ đánh chồng người ta thành kẻ sống thực vật hoặc thái giám tàn phế là ok đó là cách không chết người hạ thiên lập tức nói ra vài biện pháp không chết người tiểu tử chết bầm ta dạy ngươi thế nào không được dùng biện pháp trái luật lữ nhân sắp bùng nổ tiểu tử này quá bạo lực không biết dùng cái đầu sao tam sư phụ sao lại ngốc như vậy để cho người ta ly hôn với chồng sau đó gả cho sư phụ không được sao nếu không thì cùng nàng ta trốn đi điều này cũng không trái luật hạ thiên có chút buồn bực sư phụ như thế này đúng là quá chán tiểu tử bây giờ ngươi có rảnh không lữ nhân chợt hỏi như vậy không hạ thiên trả lời không chút do dự dù tiểu tử ngươi có rảnh hay không cũng được, bây giờ chạy đến đây, ta nói với ngươi trong điện thoại không được rõ ràng." Lữ Nhân thở phì phò nói: "Tam sư phụ, tôi đã nói là không rảnh." Hạ Thiên thật sự không muốn đi. "Tiểu tử thối, ngươi đừng dối ta, cả ngày ngươi không làm việc chính sự, có gì mà không rảnh?" Lữ Nhân rõ ràng không tin Hạ Thiên. "Tóm lại tiểu tử ngươi mau đến đây, là khách sạn đô thành, phòng 919." Lữ Nhân không đợi Hạ Thiên đồng ý, lão cúp điện thoại ngay. Hạ Thiên có chút buồn bực, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định đến xem thế nào, đúng là không có biện pháp, ai bảo đối phương là Tam sư phụ. Vợ công chúa, anh phải đi trước. Hạ Thiên cũng không muốn đưa công chúa Sama đi tìm Tam sư phụ, vì vậy hắn đồng ý cho nàng về đại sứ quán. Lúc này Fedini cũng khẽ thở ra, công chúa mới 16 tuổi, nàng cũng không muốn công chúa bị một tên Trung Quốc gây họa. Hạ Thiên trả công chúa Sama về đại sứ quán, sau đó cho nàng số điện thoại của hắn để nàng có thể điện thoại. Sau đó hắn không nhanh không chậm tiến về khách sạn đô thành. Mãi đến 8 giờ tối Hạ Thiên mới đến khách sạn đô thành, lúc này hắn cũng không nhịn được phải thầm nghĩ, không biết đầu óc của Tam sư phụ có vấn đề gì không, tối trước đó bị người ta hãm hại ở đây, tối qua còn đến đây, đến bây giờ còn chưa đi. Hạ Thiên chậm rãi leo lên lầu 9, hắn đi đến phòng 919 sau đó gõ cửa cuối cùng lầm bầm mình đã gõ cửa nếu không có ai ra mở thì mình đi tam sư phụ cũng không thể trách mình ai bảo không ra mở cửa đợi một giây sau hạ thiên xoay người xem ra tam sư phụ không có trong phòng mình đi thôi tiểu tử sao bây giờ ngươi mới đến âm thanh bất mãn của lữ nhân vang lên sau lưng hạ thiên hạ thiên có chút buồn bực lỗ tai của tam sư phụ quả nhiên còn rất tốt hắn đã cố ý gõ nhẹ mà sư phụ vẫn nghe được tôi đã nói rồi hôm nay rất bận hạ thiên quay đầu nhìn lữ nhân hắn nghiêm trang nói bận cái đầu ngươi lữ nhân tức giận nói mau vào đây giúp ta đi tam sư phụ tôi thật sự rất bận cũng không giống như sư phụ một bà vợ cũng không có tôi có mười mấy vợ sao không bận hạ thiên đi vào phòng hắn nhìn lướt qua sau đó người người cuối cùng nói ùa tam sư phụ tối qua sư phụ đưa thiếu phụ kia đến đây mướn phòng sao sư phụ nói muốn cướp vợ của người ta không phải muốn cướp thiếu phụ cô đơn kia đấy chứ tiểu tử nói gì vậy không phải thiếu phụ cô đơn cô ấy là ôn nhu là sư nương tương lai của ngươi hiểu không lữ nhân dùng giọng không vui nói ôn nhu hạ thiên thầm nghĩ sao có người lấy tên lạ vậy nếu không phải cô đơn thì sư phụ cướp vào tay được sao hạ thiên lười biếng phản bác một câu còn nữa tam sư phụ sư phụ quyết định lấy người phụ nữ là ôn nhu kia làm vợ sao nói nhảm người tưởng ta nói đùa sao lữ nhân liếc mắt nhưng ôn nhu do dự ta cũng không bắt buộc cô ấy nhưng chờ thế này cũng không có biện pháp người nghĩ xem làm sao để cô ấy lập tức làm vợ ta hạ thiên nhìn chằm vào lữ nhân một lúc lâu sau cũng không nói gì tiểu tử nhìn ta như vậy làm gì không nhớ ta là sư phụ của ngươi sao? Lữ nhân chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tam sư phụ, có phải sư phụ muốn vợ đến mức phát điên rồi không? Hạ Thiên chăm chú hỏi. Sư phụ dù sao cũng là ám hoàng, hơn nữa còn là sư phụ của tôi, sao giống như một người cả đời chưa được đụng vào đàn bà vậy? Tùy tiện tìm một người lấy làm vợ sao? Tiểu tử, đừng nói nhảm, rốt cuộc có giúp không? Lữ nhân tức giận nói. Ta đây lớn tuổi, bây giờ muốn tìm một người phụ nữ cho qua thời gian, người không giúp sao? người không giúp thì ta tìm người khác hỗ trợ. được rồi, nếu sư phụ muốn vợ, tôi sẽ giúp một lần. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn vẫn có chút không tình nguyện. sư phụ nói xem ôn nhu kia đang ở đâu, tôi đến tìm. nếu ta biết thì còn cần người hỗ trợ sao? Lữ Nhân tức giận nói. vậy sư phụ biết những gì về cô ấy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi ta chỉ biết nàng có một người chồng, làm kinh doanh, có không ít tiền, nhưng người này rất lăng nhăng, cả ngày đi chơi với gái bên ngoài, để nàng ở nhà một mình, tối qua nàng không nhịn được phải chạy ra quán ba, đại khái là như vậy. Lữ nhân nhanh chóng nói, hôm nay nàng đi và cảm thấy có lỗi với chồng, tóm lại ta nhận thấy thì nàng thật sự cũng không muốn ly hôn, nàng cũng không thể nào mở miệng, vì nàng rất nhu nhược. Nói không cũng vô ích, ngay cả chồng của người ta là ai cũng không biết. Hạ Thiên nói thầm một câu, sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho Mộc Hàm, hắn quyết định tự mình điều tra. Cái tên ôn nhu cũng khác thường, trong thủ đô chỉ có vài người tên như thế này, hơn nữa Hạ Thiên đã từng gặp người phụ nữ kia, vì vậy hắn nhanh chóng điều tra được tư liệu về ôn nhu cho lữ nhân. Một lát sau Hạ Thiên đã nói với lữ nhân, sư phụ chờ ở đây, một lát sau vợ ôn nhu của sư phụ sẽ xuất hiện. Tiểu tử, người định làm gì? Lữ nhân có chút không tin tưởng tôi còn chưa làm gì, nhưng không bao lâu nữa, tôi sẽ làm tốt tất cả. Hạ Thiên rũi lưng nói. Tôi đi trước. Hạ Thiên nói đi là đi, nháy mắt đã biến mất, nhưng hắn cũng không gạt lữ nhân, hắn quyết định đi giúp lữ nhân giải quyết chuyện này. Nếu Tam Sư Phụ có vợ thì sẽ không còn đến làm phiền hắn. Hạ Thiên đi ra khách sạn Đô Thành, ngay sau đó hắn thấy chiếc Audi Q7 của Mộc Hàm, nàng đang chờ hắn ở bên trong. Trông, Người phụ nữ tên là Ôn Nhu có chồng họ Mã, tên là Mã Công Thành, thật ra không phải là một thương nhân bình thường, còn âm thầm mở sòng bạc, có vài căn biệt thự ở thủ đô, vì vậy tạm thời còn chưa tra được hắn ở chỗ nào. Mộc Hàm giới thiệu tình huống sơ lược, cuối cùng nàng hỏi: "Chồng, bây giờ cậu muốn đi tìm Ôn Nhu hay Mã Công Thành?" Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn mở miệng hỏi: "Vợ, chị biết sòng bạc ngầm của Mã Công Thành ở đâu không?" Biết mộc hàm thật sự biết nhưng chuyện sòng bạc ngầm không nằm trong sự quản lý của ám tổ đưa tôi đến đó hạ thiên nói ngay đợi đến khi tôi thắng hết tiền tên mã công thành sẽ xuất hiện được mộc hàm khởi động xe nàng chạy về phía một sòng bài gọi là sòng bài ngầm chính là sòng bài được xây dựng ở nơi vắng vẻ chỉ có một cánh cửa nhỏ nhưng nhiều người trông coi rõ ràng không dễ tùy tiện đi vào tất nhiên hạ thiên muốn vào thì rất dễ dàng Thực tế khi hắn đưa Mộc Hàm vào thì đám bảo vệ còn căn bản không phát hiện ra có người vừa vào. Hạ Thiên tiến vào đại sảnh sòng bạc thì có rất nhiều ánh mắt đổ đến, vì Mộc Hàm quá đẹp, vì vậy hai người trở thành tiêu điểm. 10 phút sau Hạ Thiên lại càng là tiêu điểm, vì hắn chỉ mất 10 phút để biến số tiền 10 ngàn thành 10 triệu. Mộc Hàm cuối cùng phát hiện vận may đánh bạc điên cuồng của Hạ Thiên, lúc này nàng cũng thấy hai đại hán mặc tây trang đi tới, nàng hiểu ra, chủ sòng bạc đã ngồi không yên. Tiên sinh, ông chủ sòng bạc chúng tôi muốn mời anh vài ly. Hai tên đại hán đi đến bên cạnh Hạ Thiên, bọn họ rất khách khí nhưng bộ dạng lại không cho phép từ chối. Ông chủ của các người là Mã công Thành sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Nếu là hắn ta thì vào nói hắn ra gặp tôi, nếu không thì nói hắn đi tìm Mã công Thành đến dây. O không ô. Chương 1136, hảo hán là đàn ông. Tiên sinh, ông chủ chúng tôi không phải họ Mã. Nhưng anh nói những lời này, có thể tự mình đi tìm ông chủ của chúng tôi." Một người đàn ông lực lưỡng mở miệng nói. "Nếu không phải thì cút ra xa một chút." Hạ Thiên có chút khó chịu. "Đừng quấy rối tôi thắng tiền." "Tiên sinh, không cần phải ép chúng tôi ra tay." Những người khác cũng mở lời, giọng điệu uy hiếp. Trong Sòng bạc không có ít người nhìn về phía bên này, có một vài người lắc đầu, bọn họ đều cảm thấy Hạ Thiên không tốt. Đến Sòng bạc đánh thắng không phải là vấn đề nhưng phải biết có chừng mực không sòng bạc nào không hạn chế khách thắng tiền mà sòng bạc ngầm nếu thắng quá nhiều thì dù lấy đi cũng mất mạng hạ thiên vung tay một tên đàn ông ngã xuống sau đó hắn nhấc chân một tên đàn ông khác ngã xuống sau đó hắn hời hợt nói các chú không có cơ hội ra tay đâu tiểu tử muốn đến gây sự phải không lại có hai tên phóng ra nhưng còn chưa vọt đến trước mặt hạ thiên thì đã có người xông đến đá bọn họ ngã xuống đất người ra tay là mộc hàm chồng, cậu cứ tiếp tục chơi, sẽ không có ai quấy dày. Mộc hàm mở miệng nói. Sòng bạc là như vậy, dù nơi đây có người đánh nhau sống chết thì những con bạc khác cũng sẽ chỉ lo sát phạt, vì vậy dù có đánh nhau nhưng đám người kia vẫn quan tâm vào chiếu bạc nhiều hơn. Hạ thiên vẫn thắng, mà mộc hàm đánh một lúc lâu thì không còn ai dám tiến lên, vì bọn họ phát hiện người phụ nữ kia xinh đẹp nhưng công phu cũng nhất lưu. Bọn họ đều không thể nào sắp lại gần, nếu không sẽ bị đá ngã ngay. Nếu các người còn lãng phí thời gian ở đây, chút nữa Mã Công Thành chạy đến thì sòng bạc bị chồng tôi thắng hết. Vì vậy tôi khuyên các người nên thức thời, tranh thủ gọi Mã Công Thành đến đây, nếu đến thì họa may giữ lại chút tiền dưỡng lão. Mộc Hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đám người bò lên khỏi mặt đất, sau đó không hẹn mà cùng chạy về một gian phòng nhỏ trong góc sòng bạc, 10 phút sau một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Mộc Hàm. Khi thấy người đàn ông trung niên này thì Mộc Hàm quay đầu hô trông, hắn đến rồi. À, để chơi ván cuối đã. Hạ thiên lên tiếng, chuẩn bị đặt cược. Tiên sinh, không thể đặt cược, sòng bạc chúng tôi thật sự khó thể nào trả nổi. Tên nhà cái thật sự muốn khóc, sòng bạc không hạn chế tiền cược, vì vậy dù đặt 100 triệu hay một đồng cũng được. Nhưng Hạ Thiên thích đặt tất cả, nếu lần này hắn đặt xong và lại thắng, nhà cái sợ rằng sẽ bị ông chủ chém chết. Không trả được thì không trả được, tôi muốn cho các người không trả được. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn ném cắt xuống. Nhanh lên, ta chơi một ván thôi. Điều này, tên nhà cái kia khóc không ra nước mắt, hắn quay đầu nhìn người đàn ông trung niên vừa đi ra. Để tôi làm cái. Người đàn ông trung niên đi vào thay thế, hắn nhìn chầm chầm vào Hạ Thiên. Này huynh đệ, xưng hô thế nào? Tên nhà cái chợt cảm thấy như được đại xá, hắn vội vàng nhường chỗ cho người đàn ông trung niên, những người khác cũng thức thời mà dừng tay, bọn họ chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt tôi không phải huynh đệ của ông tôi là hạ thiên hạ thiên lười biếng nói người đàn ông trung niên vừa cầm xúc sắc nhưng lúc này tất cả đã rơi xuống hạ hạ thiên là hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên đúng vậy hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên hạ thiên không nhanh không chậm trả lời sau đó hắn thúc giục này nhanh lên chơi đi còn chờ gì nữa hạ tiên sinh tôi là mã công thành vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên cực kỳ khó coi gương mặt run rẩy giọng điệu cũng trở nên cung kính nghe nói hạ tiên sinh tìm tôi không biết tôi có điểm nào đắc tội hạ tiên sinh à thật ra ông cũng không đắc tội với tôi hạ thiên không hề thúc giục mã công thành hình như ông cũng đã từng nghe qua tên tôi đại danh của hạ tiên sinh trong thủ đô này chẳng mấy ai không biết hạ tiên sinh đến đây chẳng lẽ có hứng thú với sòng bạc này trong sòng bạc nhiệt độ không cao nhưng trên trán mã công thành bắt đầu vã mồ hôi thật ra không phải ai cũng biết đến danh tiếng của hạ thiên nhưng mã công thành lại biết mã công thành không đợi hạ thiên trả lời mà nói nếu hạ tiên sinh có hứng mã mỗ sẽ dùng hai tay dâng lên chỉ hy vọng hạ tiên sinh tiếp tục để tôi ở lại kiếm chút cơm đám người xung quanh nghe được lời của mã công thành mà cực kỳ khiếp sợ hạ thiên này là ai sao lại có thể làm cho mã công thành tự nguyện dâng cả sòng bạc à thật ra tôi không có hứng thú với sòng bạc của ông hạ thiên lời biếng nói ông có một người vợ tên là ôn nhu phải không vâng đúng vậy mã công thành đầu tiên là sững sờ sau đó hắn gật đầu nhưng trong lòng lại buồn bực chẳng lẽ hạ thiên vừa ý vợ mình nhưng điều này cũng không đúng tuy nghe nói hạ thiên này rất lăng nhăng háo sắc nhưng vợ lại cực kỳ xinh đẹp chỉ cần nhìn người đẹp tóc vàng bên cạnh hắn là biết thế nào rồi. Tôi không có hứng thú với vợ ông, nhưng có một ông lão có hứng với cô ấy." Hạ Thiên lười biếng nói. "Này, nếu ông nhanh chóng giúp tôi xử lý chuyện này, tôi cũng không muốn lấy tiền của ông, thật ra tôi cũng muốn nhanh chóng quay về nhà với vợ." "Hạ tiên sinh, anh, anh cần tôi làm gì?" giọng điệu của Mã Công Thành đã thoải mái hơn một chút, thật ra hắn cũng không còn hứng thú với cô vợ kia. "À, Đơn giản, ông nhanh chóng ly hôn với vợ, sau đó đưa cô ta đến phòng 919 khách sạn đô thành. Chỉ cần sau này cô vợ của ông đi theo ông lão trong phòng 919, sau này tôi sẽ không tìm ông gây phiền. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Mã Công Thành hầu như không có do dự, hắn lập tức đồng ý. Không thành vấn đề. Này, thấy ông nghe lời như vậy, tôi cũng không làm khó, bây giờ tôi đi trước, nếu ngày mai tôi thức dậy mà chưa thấy ông làm xong vậy thì sau này đừng mở sòng bạc nữa. Hạ Thiên thấy Mã Công Thành hợp tác như vậy thì cũng không làm khó, hắn nói xong thì kéo Mộc Hàm đi, cũng không lấy số tiền vài trăm triệu đã thắng, vì hắn đến đây không phải vì tiền. Hơn một giờ sau, trong nhà Mộc Hàm, Hạ Thiên đang cùng Mộc Hàm phi ngựa thì Lữ Nhân điện thoại đến. Tiểu tử, giỏi đấy. Lữ Nhân nói một câu như vậy, Hạ Thiên biết rõ có chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn trực tiếp cúp điện thoại, tất nhiên hắn sẽ không làm gì, hắn rất dành nghề. Lữ nhân cũng không tiếp tục điện thoại đến, dù lão điện thoại đến thì Hạ Thiên cũng không tiếp, vì cả đêm hắn cảm nhận sự mềm mại của Mộc Hàm, cảm nhận độ nóng của nàng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên vừa lăn khỏi người Mộc Hàm thì nhận được điện thoại của công chúa Sa Ma. Chồng, hôm nay đến thành cổ nữa không? Điện thoại vừa nối thông thì âm thanh dễ nghe của công chúa Sama đã vang lên vợ công chúa, thành cổ có cái quái gì mà xem. Hạ thiên thật tình không muốn đi thành cổ. Nhưng em nghe giáo viên tiếng Trung nói, đến Trung Quốc phải đi thăm các tòa thành. Công chúa Sama nũng nịu nói. Cô ấy còn nói, có câu không đến trường thành không phải hảo hán. Vợ công chúa, cô ấy có nói cho em biết, hảo hán là đàn ông không? Hạ thiên nghiên trang nói. Em là nữ, tất nhiên không thể là hảo hán, vì vậy không cần đi tường thành làm quái gì. Phải không? Công chúa Sama suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng, chồng, em đã xem nhiều tấm hình, thấy nhiều cô gái đi đến tường thành." Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, công chúa Sama xem ra có quyết tâm muốn đến tường thành. "Được rồi, vợ công chúa, nếu em muốn đến tường thành, anh đưa em đi." Hạ Thiên chỉ phải nói: "Hi hi, chồng, anh rất tốt, vậy thì anh nhanh lên, cũng như hôm qua, em chờ anh trước cổng đại sứ quán." công chúa sama lại vui vẻ chờ anh một lát hạ thiên đồng ý hắn cúp điện thoại rồi cúi người gặm hai cái lên bánh bao của mộc hàm sau đó mới lưu luyến nhả ra vợ tôi đi tìm vợ công chúa cô ấy muốn đi thăm tường thành à đi đi mộc hàm gật đầu tôi ngủ một lát hạ thiên mặc quần áo rời khỏi giường sau đó hắn chạy đến đại sứ quán trước cửa đại sứ quán các tiểu vương quốc ả rập thống nhất công chúa Sama đang đứng trước cổng, Hoác Trinh và Fedini cũng đứng bên cạnh, có chút bất đắc dĩ. Fedini cũng không quá tình nguyện để công chúa Sama mỗi ngày chạy theo Hạ Thiên, nhưng nàng có muốn hay không cũng vô dụng, công chúa muốn làm gì thì không phải nàng có thể ngăn cản. Hơn nữa công chúa Sama đến Trung Quốc chính vì tìm Hạ Thiên, nếu không cho công chúa Sama đi cùng Hạ Thiên, điều này là khó khăn rất lớn. Chỉ hy vọng không có chuyện gì ngoài ý muốn là được. Fedini thầm nghĩ, không biết vì sao nàng luôn lo lắng chuyện không may. Một chiếc xe chạy đến, nhìn có vẻ là một chiếc xe taxi bình thường, ngoài lái xe thì còn có một người ngồi phía sau. Công chúa Sama đã chạy đến, tuy nàng không thấy rõ người bên trong, nhưng nàng khẳng định đó là Hạ Thiên. Ferdini và Hoác Trinh cũng theo sau, bọn họ không thể không quan tâm, vì bọn họ cảm thấy người trong xe chưa hẳn là Hạ Thiên. Xe taxi nhanh chóng dừng lại trước mặt công chúa Sama, sau đó cửa xe mở ra, một người nhào xuống. Công chúa Sama, mau trở lại. Vẻ mặt Fadini chợt biến đổi, vì nàng có thể thấy, người này khác biệt với Hạ Thiên. Fadini vừa hét lên vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, Hoác Trinh cũng kịp phản ứng, hắn rút súng phóng qua. chương 1137, em muốn bay. Công chúa Sama căn bản không ý thức được nguy hiểm, tuy nàng đã nghe được lời nhắc nhở của Fadini nhưng vẫn không kịp phản ứng, nàng bị đối phương kéo vào trong xe, mà chiếc taxi cũng đột nhiên tăng tốc, quay đầu xe bỏ chạy. Hoác Trinh rút súng muốn bắn nhưng Fedini đã hô lớn. Đừng nổ súng, sẽ ngộ thương công chúa Sama. Hoác Trinh nghe Fedini hô như vậy thì có chút do dự, cũng vì hắn do dự nên taxi đã ra tốc, khoảng cách càng xa. Fedini cũng không nói thêm mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy theo taxi. Hoác Trinh nhanh chóng chạy về chiếc xe cách đó không xa, hắn chuẩn bị lái xe đuổi theo, nhưng hắn vừa chạy được hai bước thì dừng lại vì hắn phát hiện mình không cần phải đuổi theo fedini chạy về phía chiếc taxi trong thời gian ba giây nàng cảm thấy chiếc taxi càng cách mình xa hơn nhưng sau đó nàng lại phát hiện khoảng cách ngày càng gần điều này cũng không phải là tốc độ chiếc taxi giảm xuống nguyên nhân cũng vì chiếc taxi chạy rất nhanh nhưng không biết vì sao lại dừng điều làm fedini nghĩ mãi không rõ chính là chiếc xe taxi liên tục xịt khói rõ ràng còn chưa giảm ga chẳng lẽ xe hư trong đầu Fedini chợt có ý nghĩ như vậy. Mong sao trời đất phù hộ, công chúa Sama không xảy ra vấn đề gì. Đùng đùng, tiếng súng liên tục vang lên, thì ra là tài xế chiếc taxi rút súng bắn. Lúc này Fedini cũng hiểu vì sao chiếc taxi dừng lại, vì phía trước có người chặn xe. Điều làm cho Fedini cảm thấy không tưởng chính là người này chặn chiếc taxi mà chỉ dùng tay, lại có vẻ hời hợt dùng một tay đè đầu chiếc taxi, mà chiếc taxi cũng không chút di động. Điều làm cho Fedini cảm thấy khiếp sợ chính là người kia là Hạ Thiên, là tên đàn ông đã lừa gạt trái tim thiếu nữ của công chúa Sama. Nhưng những sự kiện làm cho Fedini khiếp sợ còn chưa kết thúc, tài xế taxi liên tục nổ súng, liên tục xả kích vào người Hạ Thiên, nhưng tên này căn bản không né tránh, chỉ vung tay trái lên. Sau đó trong tay hắn có hơn 10 viên đạn, hắn lại vung tay lên, 10 viên đạn bay ra ngoài. Á! À, Á! À, hai tiếng kêu thảm thiết hầu như cùng vang lên một lúc tên tài xế chiếc taxi và tên đàn ông đã bắt cóc công chúa Sama bị trúng đạn, hai cơ thể ngã xuống. Hai thằng ngu, Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn buông tay phải, chiếc xe không bị khống chế tiếp tục chạy về phía trước, khoảnh khắc xe chạy qua bên người thì hắn mở cửa ôm công chúa Sama ra ngoài. Đùng, chiếc taxi không còn bị khống chế lập tức đâm vào một thân cây ven đường phát ra một âm thanh rất lớn, cuối cùng cũng dừng lại. Hạ Thiên lại cười hì hì với công chúa Sama. Vợ công chúa, em còn muốn đi ngắm tường thành sao? Ferdini đứng cách đó không xa đang nhìn chầm chầm vào Hạ Thiên, trong mắt lóe lên cái nhìn khác thường, bây giờ nàng đã hiểu vì sao công chúa Sama lại vừa ý người đàn ông này. Đúng là không có đạo lý, đáng lý nàng phải sớm hiểu, với thân phận của công chúa Sama, với trí thông minh tuyệt đỉnh của công chúa, sao có thể vừa ý một người đàn ông tầm thường. Theo như lời nói của Hoắc Trinh, đây là một người đàn ông thần kỳ, không, trong mắt Fedini thì Hạ Thiên thật sự như thần, tình cảnh vừa rồi chỉ có thần mới làm được. Khi Fedini nghe rõ câu nói của Hạ Thiên thì xem như tỉnh táo lại, sau đó nàng sinh ra cảm giác không biết nói gì hơn. Tên này đúng là, công chúa Sama vừa rồi thiếu chút nữa đã bị người ta bắt đi, bây giờ hắn còn có tâm tư đi ngắm tường thành sao. Fedini cũng không đợi công chúa Sama mở miệng, nàng vội vàng chạy đến nói. Công chúa Sama, bên ngoài rất nguy hiểm, Công chúa cũng đừng nên đi ngắm cảnh tường thành. Tuy tôi không thích ngắm cảnh tường thành, nhưng nếu vợ công chúa đi theo tôi thì sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Công chúa Sama tuy vừa rồi có chút kinh hoàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này nàng cũng mở miệng nói ra quyết định của mình. Em muốn đi ngắm cảnh tường thành, em không sợ nguy hiểm, chồng sẽ bảo vệ em. Nhưng, nếu... Fadini tuy rất tin tưởng năng lực của Hạ Thiên nhưng nàng vẫn cảm thấy ở lại đại sứ quán thì an toàn hơn. Hạ Thiên cắt ngang lời Fadini. Theo tôi thì không có nếu niếc gì cả. Fadini tiểu thư, nếu công chúa Sama muốn đến tường thành, hay là chúng ta nên đi ngay? Hoác Trinh cũng mở miệng nói, bây giờ trong đại sứ quán đã có nhiều người chạy ra, rõ ràng những động tình ở đây lúc vừa rồi đã kinh động người bên trong, nếu không đi thì sợ rằng sẽ có phiền toái. Hoắc Trinh thấy đi theo Hạ Thiên và công chúa Sama đến ngắm cảnh tường thành là rất thoải mái, có Hạ Thiên thì hắn không cần lo lắng về vấn đề an toàn, thuận tiện còn có thể tán tỉnh được Feydini. Tuy Feydini so ra kém công chúa Sama nhưng cũng là người đẹp, nếu có thể kéo nàng lên giường thì cũng coi như là thành tích tán gái vĩ đại của Hoắc Trinh. Vài phút sau Feydini cuối cùng cũng thỏa hiệp, đúng là không có biện pháp, công chúa Sama yêu cầu, dù nàng hay là đại sứ quán cũng khó có thể từ chối. Còn sự kiện bắt cóc vừa rồi tất nhiên sẽ có người khác xử lý, tạm thời không cần Ferdini xen vào. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có cảm giác bất an, sự kiện bắt cóc lần này rõ ràng hướng về phía công chúa Sama, hơn nữa cũng không phải sự kiện ăn may, mà sớm có kế hoạch, nàng cảm thấy sự việc này cũng không vì hai người kia chết đi mà chấm dứt. Tết Nguyên Tiêu năm nay rất lạnh, gió cũng rất lớn, trên trường thành gió càng lớn, càng thêm lạnh, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà không có nhiều người trên tường thành. Tất nhiên đối với Hạ Thiên và công chúa Sama thì gió lớn và khí lạnh cũng không tạo nên ảnh hưởng gì. Hạ Thiên không sợ lạnh, gió lớn căn bản cũng không thổi đến người hắn và công chúa Sama. Hắn nắm tay công chúa Sama đi trên tường thành, vẻ mặt thoải mái, mà vẻ mặt công chúa Sama thì có vẻ rất hưng phấn. Hai người đi càng xa thì càng có ít người, cuối cùng bốn phía chỉ còn lại bốn người bọn họ, vì Hoác Trinh và Fedini cũng đi theo so sánh với sự thích ý của Hạ Thiên và công chúa Sama thì Fedini và Hoác Trinh thật sự không tốt cho lắm. Hoác Trinh bắt đầu hối hận vì đi đến đây, bây giờ hắn tình nguyện quay về xử lý những chuyện vụn vặt còn hơn. Hôm nay thời tiết dưới không độ, lại có gió lớn, tuy bọn họ đã đi được vài giờ nhưng hắn và Fedini chỉ là người thường, tố chất cơ thể cũng chỉ tốt hơn một chút so với người bình thường, tuy vậy cũng thật sự rất mệt. Công chúa Sama cũng không còn sớm nữa, chúng ta có nên đi xuống chưa? Fadini cuối cùng cũng không nhịn được phải nói một câu. Thời gian cũng không còn sớm, bây giờ cũng đã trưa rồi. Tôi muốn leo lên chỗ cao nhất kia. Công chúa Sama dùng ngón tay chỉ lên phía trên rồi nũng nịu nói. Fadini và Hoác Trinh cùng nhìn theo hướng chỉ tay của công chúa Sama, sau đó bọn họ thiếu chút nữa thì hôn mê, chỗ cao nhất kia sao? Trời ạ, à, cũng không biết còn bao xa, nhưng với tốc độ của bọn họ vào lúc này thì muốn đến đó cũng phải đến tối. Công chúa Sama, trước tiên chúng ta nghỉ ngơi một lúc, ăn một vài thứ, uống nước nữa chứ." Fedini bất đắc dĩ đề nghị. "Được." Lần này công chúa Sama lại sảng khoái đồng ý. Fedini đã sớm có chuẩn bị, trước khi đi nàng đã chuẩn bị bánh mì và đồ uống, nàng còn tìm một địa phương tránh gió, chuẩn bị lau mặt đất cho công chúa ngồi, nhưng nàng chợt phát hiện công chúa đã ngồi xuống. Tất nhiên công chúa Sama cũng không ngồi xuống đất, nàng ngồi lên người hạ thiên còn Hạ Thiên thì trực tiếp ngồi xuống đất. Hạ Thiên sinh, với tốc độ của chúng ta từ lúc sáng đến giờ, nếu công chúa Sama muốn đi đến chỗ kia, sợ rằng phải đến tối, đến lúc đó muốn xuống cũng khó. Sau khi ăn xong thì Hoác Trinh không nhịn được phải nói với Hạ Thiên. Nếu không phải các người cứ đi theo thì tôi đã đưa vợ công chúa đi từ lâu rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Khổ khổ. Hoác Trinh nghe nói vậy thì thiếu chút nữa đã nghẹn bánh mì trong cổ, Hạ Thiên cũng lầm bầm. Nếu không thì các người có thể chờ ở đây, tôi đưa công chúa đi dạo một vòng, thế nào? Chồng, anh có thể đưa em đi lên rất nhanh sao? Công chúa Sama vội vàng hỏi. Đúng vậy, đến ngay lập tức, sau đó có thể đưa em bay xuống. Hạ Thiên trả lời. Bay. Công chúa Sama rất ngạc nhiên. Giống như máy bay sao? Không kém bao nhiêu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vợ công chúa, Em có muốn bay không? Muốn chứ, muốn chứ." Công chúa Sama liên tục trả lời, nàng không muốn mới là lạ. "Sau khi bay xuống thì chúng ta có trực tiếp về nhà không?" Hạ Thiên lại hỏi, hắn cũng không muốn đi dạo ở đây, chẳng có gì ra hồn. "Được." Công chúa Sama đồng ý, sau đó nàng ôm cổ Hạ Thiên. "Chồng, mau đưa em lên." Hai người ở lại đây một lúc, nếu không xuống trước cũng được. Hạ thiên bế công chúa Sama lên, sau đó liền biến mất, khoảnh khắc sau đã biến mất trong mắt Fedini và Hoác Trinh. Quá nhanh! Hoác Trinh không khỏi tán thưởng. Thật sự rất nhanh! Một âm thanh nhàn nhạt vang lên đón lời Hoác Trinh, nhưng vẻ mặt Hoác Trinh không khỏi biến đổi, vì âm thanh này không phải phát ra từ miệng Fedini. Sau đó Hoác Trinh đứng lên xoay người và rút súng ngắn, hắn thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài vài thước, người đàn ông này mặc trường bào màu xám. Làm Hoắc Trinh cảm thấy rất quỷ dị. Anh là ai? Hoắc Trinh chĩa súng vào người đàn ông áo bảo sám, giọng điệu không khỏi có chút căng thẳng. Dù người đàn ông này chưa làm gì nhưng lại đứng đó tạo áp lực rất lớn lên người Hoắc Trinh. Chương 1138, Tiểu yêu tinh cảm thấy khó hiểu. Một du khách mà thôi. Người đàn ông cười nhạt một tiếng, dù súng của Hoắc Trinh chĩa vào người nhưng hắn làm ra vẻ như không nhìn thấy, giống như căn bản không thèm quan tâm đến khẩu súng kia sau khoảnh khắc này người đàn ông áo bào xám xoay người nhìn về phía xa, giống như đang quan sát Hạ Thiên và công chúa Sama. Nhưng Hoác Trinh thật sự không xác định được điều này, vì lúc này hắn căn bản không thể nào nhìn thấy vị trí của công chúa Sama và Hạ Thiên. Anh muốn gì? Fadini cũng rút súng chĩa vào người đàn ông mặc trường bào xám rồi khẽ quát. Tôi là một du khách, tất nhiên đến đây ngắm cảnh. Người đàn ông trường bào xám cũng không quay đầu, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh tôi nghĩ các người cũng không có tư cách cấm ngắm cảnh chứ anh không phải du khách bình thường hoắc trinh vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông áo bảo sám vì người này xuất hiện quá đột nhiên nếu người bình thường xuất hiện ở vùng phụ cận thì hoắc trinh sẽ phát hiện ra ngay nhưng khi người này xuất hiện thì hắn căn bản không phát hiện ra điều gì nếu không phải đối phương mở miệng thì hắn căn bản còn chưa biết bình thường hay không chỉ là tương đối mà thôi người đàn ông áo bảo sám vẫn nhìn về phương xa có lẽ đối với cậu thì tôi không phải là người thường, nhưng đối với những du khách bình thường thì cậu cũng là du khách không bình thường, mà hai người vừa rồi cũng không phải là bình thường, có đúng không? Anh, rốt cuộc anh muốn gì? Hoác Trinh cũng không rõ mục đích của đối phương là gì. Tôi chỉ muốn. Tên đàn ông áo bảo xám muốn nói ra mục đích của mình, nhưng vẻ mặt hắn chợt biến đổi, giọng điệu bình tĩnh trước đó cũng trở nên kinh hoàng. Ngự khí phi hành. Cái gì là ngự khí phi hành? Hoắc Trinh thật sự buồn bực. Bọn họ bay, bọn họ thật sự bay xuống. Giọng điệu kinh hãi của Fedini chợt truyền vào trong tai Hoắc Trinh. Lúc này Hoắc Trinh mới nhớ đến lời nói trước đó của Hạ Thiên với công chúa Sama, Hạ Thiên nói sẽ đưa công chúa Sama bay từ trên kia xuống, chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự bay? Hoắc Trinh nghĩ vậy mà không khỏi nhìn lên trên, sau đó hắn thấy được một tình cảnh rung động, trên không trung có một thiếu nữ váy dài bay về phía bên này, váy trắng bồng bềnh giống như tiên nữ hạ phàm nhưng tiên nữ này đang tay trong tay với một người đàn ông, dù hai bên cách nhau khá xa nhưng Hoác Trinh vẫn có thể xác định một nam một nữ đó chính là Hạ Thiên và công chúa Sama. Đúng là thần thích, điều này sao có thể, chẳng lẽ là thần tiên sao? Hoác Trinh thì thào nói. Quá lợi hại. Trên mặt Fedini cũng tràn đầy vẻ sùng bái, thời điểm này cả Fedini và Hoác Trinh cũng đã quên người đàn ông áo bảo cho ở bên cạnh. Hoác Trinh nhìn chằm chằm lên không chẳng chút mắt, Hạ Thiên và công chúa Sama đang phi hành, hắn tin đây chính là thần tích, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được chứng kiến. Lúc này hắn muốn được nhìn rõ một chút, thấy rõ hình ảnh này cũng làm hắn cảm thấy cuộc đời này không sống uổng phí. Vài phút sau Hạ Thiên và công chúa Sama đã chạm đất. "Ôi, hay quá, cảm giác quá tuyệt, em còn muốn bay lần nữa." Gương mặt công chúa Sama đỏ bừng, vì hưng phấn mà càng thêm xinh đẹp. Vợ công chúa một ngày chỉ có thể bay một lần, nếu không cũng chẳng còn khí lực mà rơi xuống. Hạ Thiên chân thành trả lời. Thật vậy à? Công chúa Sama có hơi thất vọng, nhưng nàng cũng không cưỡng cầu. Ngày mai chúng ta lại bay. Được, ngày mai rồi bay. Hạ Thiên đồng ý, nhưng hắn cũng không phải tiêu hao hết công lực vì ngự khí phi hành, vì thứ này tiêu hao nhiều công lực nhưng hắn không mất hết nhanh như vậy, hắn chỉ không muốn công chúa Sama tiếp tục ở lại tường thành mà thôi. Hạ tiên sinh, vừa rồi có một. Hoắc Trinh lúc này mới nhớ đến người đàn ông áo bào cho vừa rồi, nhưng hắn quay đầu lại xem xét và phát hiện đối phương đã biến mất không chút tâm tích. Điều này càng làm cho Hoắc Trinh cảm thấy quỷ dị, vì vậy hắn lập tức nói tất cả cho Hạ Thiên, hắn cảm thấy đối phương chưa hẳn đến vì mình hay Phê mà hướng về phía Hạ Thiên hoặc công chúa Sama. Người đàn ông mặc trường bào màu xám. Hạ Thiên nghe nói như vậy cũng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là người đàn ông áo bảo xám xuất hiện ở Thanh Phong Sơn vài hôm trước? Nếu thật sự là người kia, bây giờ người này về thủ đô, chẳng lẽ nhà của đối phương ở thủ đô? Hạ Thiên suy nghĩ mà nhớ đến một sự kiện, hắn hỏi Hoác Trinh. Anh nhớ rõ tướng mạo của người đàn ông kia sao? Nhớ rõ. Hoác Trinh vội vàng nói. Vậy chút nữa cậu vẽ ra cho tôi. Hạ Thiên phân phó. Không có vấn đề, đợi khi công chúa Sama quay về, tôi sẽ vẽ ngay. Hoắc Trinh đồng ý, bây giờ hắn thấy mình được làm việc cho Hạ Thiên là một niềm vinh hạnh lớn. Bây giờ anh quay về làm ngay, tôi muốn đưa vợ công chúa đến chỗ của mình, đại sứ quán không an toàn. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nhưng, Fedini tiểu thư bên kia. Hoắc Trinh nhìn Fedini, hắn cảm thấy Fedini sẽ không đồng ý để Hạ Thiên đưa công chúa Sama về nhà. Một công chúa xinh đẹp như vậy bị một người đàn ông mang về nhà, dù là kẻ ngốc cũng biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Fedini chắc chắn không muốn vị công chúa mới 16 tuổi phải gặp tai họa. Nhưng Hoác Trinh còn chưa nói dứt lời thì không cần tiếp tục nói, vì Hạ Thiên đã bế công chúa Sama lên, sau đó hai người biến mất trong tầm mắt của hắn. Trong tiếng gió lạnh còn vọng lại âm thanh của Hạ Thiên. Chúng tôi về trước, các người chậm rãi về sau nhé. Fedini lập tức choáng váng, công chúa Sama cứ như vậy bị người ta đưa đi sao? Yêu tinh biệt huyền, Lần này quyết tâm luyện công của Tiểu Yêu Tinh là rất lớn, trừ những lúc ăn cơm và đi ngủ, hầu như nàng dùng tất cả thời gian để luyện công, mục tiêu chính là có thể bay lượn. Tuy nàng cảm thấy người bình thường muốn bay là rất khó, nhưng nàng có một người chồng không bình thường, muốn bay chắc chắn không khó. Vì luyện công mà hai ngày qua Tiểu Yêu Tinh đã bỏ cả máy tính, hôm nay là tiết nguyên tiêu, nàng cũng không muốn về nhà, nàng muốn tiếp tục luyện công, nàng cảm thấy mình là thiên tài, chỉ cần vài ngày nữa là có thể bay mà thôi. Đáng tiếc là dù tiểu yêu tinh là thiên tài, nhưng nàng cũng chỉ là một thiên tài có tiềm lực mà thôi, ví dụ như cơ thể của nàng, tiềm lực vô hạn, luyện vài ngày làm nàng cảm thấy mình không cầu tiến quá lớn. Điều này làm cho nàng nổi giận, xem ra muốn bay cũng không dễ dàng gì. Không thể nghi ngờ tiểu yêu tinh không phải là người rất kiên nhẫn, lần này nàng luyện vài ngày xem như mặt trời mọc từ hướng tây. Vì vậy mà sau bữa trưa hôm nay nàng phát hiện mình không muốn luyện, nàng cảm thấy mình nên đi hưởng thụ cảm giác vô định trên sự thật quá tàn khốc, nàng muốn bay cũng khó như vậy, dù sao thì muốn bay sẽ được bay. Ta là tiểu yêu tinh, muốn bay mà cũng không thể, khổ sở rèn luyện ba ngày nhưng cố gắng không thu được mục đích hiệu quả. Tiểu yêu tinh vừa vọc máy tính vừa hát, nhưng lời ca của nàng chợt bị sửa lại rối loạn. Ta là một tiểu yêu tinh nho nhỏ, muốn bay lại không thể bay, biết đâu một ngày bay lên trời sẽ bị chồng đá xuống, vì chồng sợ mình biết bay sẽ không còn cần đến hắn. Điện thoại chợt vang lên, Tiểu yêu tinh đưa mắt nhìn, thì ra là hạ thiên điện thoại đến. Chồng là kẻ lường gạt, gạt mình mỗi ngày luyện công, chính mình thì chạy đến chỗ chị Hàm chơi bời, tôi không tiếp điện thoại của anh nữa. Tiểu yêu tinh lầm bầm một câu, sau đó nàng tiếp tục vọc máy tính, nàng vừa chơi vừa hát. À à à à, ta là một tiểu yêu tinh vui vẻ. Á, à, đau quá. Một cảm giác đau đớn từ mông truyền đến, cảm giác đau đớn thật sự có thể làm cho tiểu yêu tinh phát khóc nàng quay đầu thì thấy hạ thiên bất mãn đứng nơi đó nhưng nàng cũng bất mãn rồi trề môi nói chồng sao anh lại đánh mông em ai bảo em không tiếp điện thoại hạ thiên tức giận nói một câu sau đó hắn bế tiểu yêu tinh chạy ra ngoài chồng ôm em đi đâu đấy anh không được ném em ra đây là nhà em anh đừng ném em ra tiểu yêu tinh chợt luống cuông anh không ném em ra anh chỉ muốn đem một người đi vào em sửa chữa lại hệ thống phòng ngự đừng để chúng gào lên là được. Hạ thiên lúc này đã đặt tiểu yêu tinh xuống, sau đó hắn tức giận nói. Tiểu yêu tinh lúc này mới phát hiện mình ở bên ngoài yêu tinh biệt huyền, đồng thời trước mặt nàng cũng có một cô gái rất xinh đẹp, người này mặc váy dài, còn là người nước ngoài. Chồng, cô ấy là ai? Tiểu yêu tinh dùng ánh mắt có chút ghen ghét nhìn cô gái đối diện, trong lòng không khỏi bực bội, cô gái này hình như nhìn còn ngon hơn cả mình. Cô ấy là Sama, là vợ công chúa của anh, trước tiên em đừng hỏi, đi vào trước rồi nói sau. Hạ thiên tức giận nói. Được rồi, tiểu yêu tinh cũng không tình nguyện nhưng vẫn đưa công chúa Sama vào yêu tinh biệt huyền. Mười phút sau, sau khi biết được cô gái kia là công chúa Sama, hơn nữa chỉ mới 16 tuổi thì tiểu yêu tinh thật sự buồn bực. Trước đó nàng thấy dáng người của mình là khó ai sánh được, nàng còn tự nói với mình, nàng còn chưa đến 17, nàng còn tiềm lực phát triển, nhưng công chúa Sama này mới 16 mà nhưng nhìn còn ngon hàng hơn cả nàng. Người nước ngoài đúng là. Tiểu yêu tinh lầm bầm một câu, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Trông chồng, chồng anh không thương em. Sao anh không thương em? Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Anh làm cho thân hình các cô ấy trở nên tốt như vậy, sao không làm cho em tốt hơn? Tiểu yêu tinh cũng có lý do 10 phần. Vợ tiểu yêu tinh, thân hình của các nàng vốn là tốt như vậy, vợ công chúa cũng tốt sẵn, anh có làm gì đâu. Hạ thiên trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh. Em muốn trở nên tốt hơn thì phải chịu khó luyện công. Chồng gạt người, trước kia chị hàm nào có tốt như bây giờ, nhưng sau khi ở cùng với anh thì tốt hơn. Tiểu yêu tinh không tin, nàng và mộc hàm rất quen thuộc, trước đó dáng người của mộc hàm nào có tốt như bây giờ. Trường 1139, công chúa bị hái. Vợ tiểu yêu tinh, em thật sự muốn có dáng người tốt hẳn lên sao? Hạ Thiên Trừng mắt hỏi. Tất nhiên là muốn, chị có dáng người tốt hơn em, chị Hàm cũng tốt hơn, bây giờ ngay cả cô ta cũng tốt hơn, em cũng không muốn làm người có dáng người kém nhất. Tiểu yêu tinh bĩu môi nói. À, chuyện này rất đơn giản, anh có biện pháp để làm dáng người của em ngày càng tốt hơn. Hạ Thiên chân thành nói. Tiểu yêu tinh hừ một tiếng. Em biết ngay mà, chồng rõ ràng là gạt em tiểu yêu tinh kéo tay hạ thiên rồi thúc giục chồng chồng anh bây giờ có thể giúp em được không bây giờ hình như còn hơi sớm anh còn phải tẩy tủy cho vợ công chúa đồng thời còn phải dạy cô ấy võ công để sau này khỏi bị bắt cóc hạ thiên suy nghĩ rồi nói à điều này cũng không sao tiểu yêu tinh cũng không thèm quan tâm nàng lập tức hiếu kỳ hỏi một câu chồng chồng anh dùng biện pháp gì giúp em tốt hơn có phải là dùng châm cứu không anh dùng kim đâm xuống có phải làm ngực em lớn hơn không? Cũng có thể biến mông của em trở nên lớn hơn sao? Không phải. Hạ Thiên lắc đầu. Không thể không nói vợ tóc vàng đã có dáng người tốt hẳn lên, anh muốn dùng biện pháp đó để làm dáng người của em tốt hơn. Vậy anh dùng biện pháp gì để dáng người của chị Hàm tốt hẳn lên? Tiểu yêu tinh truy hỏi kỹ càng sự việc. Rất đơn giản, biến chị ấy thành phụ nữ thật sự, dáng người tất nhiên sẽ tốt hẳn lên. Hạ Thiên cười hì hì nói, cuối cùng hắn nhìn tiểu yêu tinh. Vợ tiểu yêu tinh, em yên tâm, đợi khi em biến thành phụ nữ thật sự, dáng người của em nhất định sẽ tốt hẳn lên. Biến thành phụ nữ chân chính, bây giờ em là phụ nữ chân chính rồi, em cũng không phải les, ôi cha. Tiểu yêu tinh lầm bầm nói một câu, sau đó nàng đột nhiên hiểu ra, vì vậy mà gương mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng. Chồng, anh là đại sắc lang, em không muốn biến thành phụ nữ chân chính, em còn nhỏ. Hạ Thiên thấy rất vô tội, sao lại biến thành đại sắc lang rồi? Tuy hắn là sắc lang, nhưng biến vợ thành phụ nữ chân chính hình như là chuyện cần làm. Hạ Thiên vốn muốn để cho tiểu yêu tinh càng phát dục mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ nàng muốn cơ thể nhanh tốt hơn, vì vậy hắn mới có ý nghĩ biến nàng thành phụ nữ thật sự, điều này sao có thể trách hắn? "Chồng, em đi chơi đây, anh biết công chúa Sama thành phụ nữ chân chính đi, em không cùng chơi với anh." tiểu yêu tinh nói một câu rồi xoay người chạy mất. Hạ thiên cũng không quan tâm, nàng kéo tay công chúa Sama rồi đi về phía phòng tắm. Chồng, chúng ta làm gì đây? Công chúa Sama dùng giọng tò mò hỏi, nàng cũng không hỏi chuyện của tiểu yêu tinh, có lẽ nàng cảm thấy một người đàn ông có nhiều vợ là bình thường, dù sao thì ở nước nàng, đàn ông có thể lấy bốn bà vợ một cách hợp pháp. Vợ công chúa, anh đưa em đi tắm. Hạ thiên nghiêm trang nói. Ừ, Công chúa Sama lên tiếng, gương mặt nàng đỏ ửng, nàng giống như bắt đầu nghĩ đến tình cảnh Hạ Thiên sẽ làm gì mình. Vừa đi vào phòng tắm thì điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. Vợ, chị thức dậy chưa? Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một câu, vì người điện thoại đến là Mộc Hàm. Vừa mới thức dậy, tôi còn ở nhà. Giọng điệu quyến rũ của Mộc Hàm còn có chút lười biếng. Chồng, cậu đưa công chúa Sama đến nơi đâu rồi? À, vừa đưa cô ấy đến chỗ tiểu yêu tinh buổi sáng cô ấy thiếu chút nữa bị bắt cóc vì vậy lúc này tôi muốn thuận tiện tẩy tủy cho cô ấy dạy cô ấy chút thuật phòng thân để đề phòng chuyện không may hạ thiên tất nhiên sẽ không giấu mộc hàm hắn dùng giọng chi tiết nói tôi hiểu tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ mộc hàm khẽ gật đầu chồng vậy cậu làm nhanh lên tôi còn phải đến ám tổ một chuyến tối nay sẽ không có thời gian với cậu mộc hàm nhanh chóng cúp điện thoại Hạ Thiên cũng thu hồi điện thoại nhìn về phía công chúa Sama, hắn không khỏi có chút ngây ngốc, chống ngực ra tóc, ngọn lửa dưới đáy lòng cũng bùng lên hừng hực. Khi Hạ Thiên điện thoại cho hắn thì công chúa Sama đã cởi chiếc váy dài bên ngoài ra, nửa thân trên chợt để trần, mà tư thái tuyệt đẹp của nàng hầu như cũng lộ hết ra ngoài. Thật ra đây là lần đầu tiên Hạ Thiên thấy rõ dáng người của công chúa Sama, cũng là lần đầu tiên thấy nàng để lộ ra nhiều phần da thịt như vậy. Dù trước đó hắn đã ôm nàng rất nhiều lần, nhưng dù sao hắn cũng chỉ thông qua tay mà biết được thân hình của nàng, thật ra không thấy rõ ràng và xác thực. Cũng vì vậy, dù hắn biết dáng người của công chúa Sama là rất tốt, nhưng hắn vẫn chưa được thấy rõ. Công chúa Sama có vòng eo rất thon, ngọn núi hùng vĩ, cặp chân dài. Hạ Thiên nhìn thấy tư thái này của nàng thì không khỏi nhớ đến một người phụ nữ khác, chính là một người làm hắn bực bội hận thù nhưng không thể không tán thưởng về dáng người nóng bỏng, đó là dạ Ngọc My. Dù công chúa Sama không được khoa trương như Dạ Ngọc Nghị, nhưng dáng người của nàng có chút tương tự như Dạ Ngọc Nghị. Trước đó Hạ Thiên không phát hiện vòng eo của công chúa Sama mảnh như vậy, cuối cùng hắn mới nghĩ ra, đó là công lao của chiếc váy dài, hình như bên trong có thứ gì đó làm cho eo của vợ công chúa to hơn, cũng làm cho ngực của nàng nhỏ đi, để nàng giống như người bình thường. Khi mặc váy ra thì dáng người công chúa Sama thật sự như tiên nữ, nhưng khi cởi váy ra thì nàng chợt biến thành yêu nữ một yêu nữ tương đối giống như dạ ngọc mị. Tất nhiên nàng không lạnh lùng như dạ ngọc mị, ánh mắt của nàng ôn hòa hơn, gương mặt xấu hổ, hai tay vẫn tiếp tục vận động theo tiết tấu, tiếp tục cởi quần áo. Công chúa Sama không mặc nhiều bên trong, vì vậy dù động tác của nàng lúc này không nhanh nhưng chưa đến một lúc sau đã đã biến thành công chúa như nhộc, da thịt tuyết trắng như bừng lên lưu quang, hết sức động lòng người. Hạ Thiên trước đó muốn tẩy tủy ngay cho công chúa Sama nhưng lúc này hắn thay đổi ý kiến, một người đẹp như vậy xuất hiện trước mắt, hắn thấy trước tiên mình nên hưởng thụ. Vì vậy hắn cũng không do dự mà vươn tay kéo nàng vào lòng. Chồng, có nên tắm rửa trước không? Công chúa Sama khẽ hỏi. Anh đến giúp em tắm rửa. Hạ thiên nói nhỏ một câu, sau đó hắn hôn lên bờ môi anh đào của công chúa Sama, bắt đầu tắm rửa toàn thân cho nàng. Nhưng phương pháp tắm rửa, không phải dùng nước tắm rửa mà dùng miệng tắm rửa, hắn hôn khắp người nàng. Công chúa Sama có lẽ là một võ giả trời sinh, cũng có lẽ vì từ nhỏ nàng được huấn luyện vũ đạo, vì vậy lúc này mỗi hành động đều ẩn giấu một tiết tấu duyên dáng. Nhưng khi nàng mặc quần áo thì tiết tấu này làm người ta mê say, mà khi nàng không mặc quần áo, tiết tấu này làm đàn ông điên cuồng. Hạ Thiên thiếu chút nữa cũng điên cuồng, nhưng mùi thơm trên cơ thể công chúa Sama có thể chặn lại cảm giác cuồng nhiệt của hắn, vì vậy hắn vẫn có thể cưỡng chế tâm tình của mình. Hắn chậm rãi giúp nàng tắm rửa sạch sẽ bàn tay liên tục vuốt sờ, mãi đến khi hắn phát hiện có một bộ phận không thể dùng tay, hắn mới nghĩ đến một công cụ khác. Á! À, một tiếng kêu đau đớn khẽ vang lên từ trong miệng anh đào của công chúa Sama, lúc này coi như đóa hoa đã bị hạ thiên hái mất. Sau khi đau đớn qua đi thì ngọt ngào đã đến, công chúa Sama dần trở nên điên cuồng. Không thể nghi ngờ công chúa Sama không phải là cô gái rụt rè, dù sinh hoạt ở đất nước Ả Rập, nhưng nàng đã được giáo dục phương Tây hun đúc lần này nàng chủ động như vậy cũng coi như Hạ Thiên phải thầm cảm ơn người thầy dạy tiếng Trung của nàng. Vì tìm ra Hạ Thiên mà công chúa Sama phải học tiếng Trung, tìm một giáo viên tiếng Trung, đồng thời còn hỏi xem làm thế nào mới đến bên cạnh một người đàn ông Trung Quốc. Vị giáo viên kia cũng có nhiều ý kiến, ví dụ như dùng tình cảm, nhưng công chúa Sama cảm thấy không đúng, vì khi đó trên thuyền Hạ Thiên chợt biến mất, giống như hắn cũng không phải rất yêu nàng, sau đó vị giáo viên nói công chúa Sama có thể dùng tiền để trói Hạ Thiên, nhưng nàng cảm thấy khó thực hiện, vì trước đó hắn đã từng tặng nàng cả trăm triệu đô Lamborghini. Sau khi đưa ra nhiều ý kiến và đều bị công chúa Sama phủ quyết, vị giáo viên kia đưa ra một ý kiến khác, đó là để nàng lấy cơ thể trói chặt Hạ Thiên. Giáo viên nói đàn ông Trung Quốc khá truyền thống, nếu công chúa Sama giao tấm thân thuần khiết cho hắn thì hắn sẽ quý trọng nàng. Công chúa Sama đã bác bỏ nhiều ý kiến của giáo viên nhưng lúc đó nàng cảm thấy khá tốt, bây giờ nàng cũng đang áp dụng nó. Thật ra nàng đã định áp dụng từ tối qua, nhưng lúc đó nàng cảm thấy quá nhanh, mà vị giáo viên kia nói phụ nữ đừng nên quá chủ động, hãy để nó cho đàn ông. Nhưng tình huống hôm nay là không giống, công chúa Sama nghe nói Hạ Thiên muốn tắm với mình, nàng cho rằng Hạ Thiên sẽ làm việc với mình, vì thế nàng cảm thấy đó không tính là mình chủ động. Sau đó nàng chủ động cởi bỏ quần áo, bây giờ coi như nàng áp dụng kế hoạch thành công. Còn kế hoạch này hiệu quả ra sao, bây giờ nàng cũng không biết. Cảm giác ăn mòn xương cốt làm công chúa Sama cảm thấy điên cuồng, nàng dùng hai tay ôm lấy cổ Hạ Thiên, nàng ngồi hẳn lên người hắn, chủ động lắc vòng eo mảnh. Á. À, đúng lúc này nàng chợt cảm thấy tay trái chuyển đến cảm giác đau đớn dữ dội, mông cũng rất đau, nàng dùng giọng nước nở hô lớn. "Chồng, anh làm gì vậy?" Chương 1140, sự kiện UFO. Trên cánh tay tuyết trắng của công chúa Sama đột nhiên xuất hiện một lỗ máu như ngón út, nhìn qua có vẻ rất dữ tợt, mà Hạ Thiên vừa rút tay, trên tay có vết máu, rõ ràng không phải là ai khác làm ra, chính là Hạ Thiên làm ra, vừa rồi hắn vừa mới đâm một lỗ thủng trên tay nàng. Công chúa Sama cảm thấy rất đau, nhưng không phải đau trong người, là đau trong lòng, vì nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hạ Thiên lại làm như vậy với mình. Dựa theo lời của vị giáo viên kia thì nàng đã giao thứ quý nhất cho hắn, đáng lý hắn phải sủng ái nàng mới đúng chứ vì sao lại có kết quả khác biệt thế này hạ thiên không trả lời biểu hiện của hắn lúc này lại rất ngưng trọng điều này rõ ràng là không bình thường phải biết rằng vài giây trước đó hắn còn đang sung sướng hưởng dụng cô công chúa mà bây giờ bọn họ vẫn đang kết hợp với nhau tay trái của hắn vẫn còn giữ lấy eo của nàng cũng vì vậy mà nàng dù có đau và nới lỏng một tay vẫn bám lấy người hắn mà không rơi xuống nhưng bàn tay phải của hạ thiên lúc này rất quỷ dị cũng không phải quỷ dị vì trên tay có máu tươi mà lòng bàn tay của hắn chợt xuất hiện một thứ gì đó rất quỷ dị lúc đầu thứ này cũng không lớn đại khái là một hạt trâu như một viên thủy tinh nhưng lúc này tốc độ dần bành trướng khoảnh khắc sau đã to như nắm tay bên trong khối không khí có vẻ rất quỷ dị hình như có vài khí thể đang dùng tốc độ rất nhanh để cuộn trào bên trong chúng nó giống như muốn bùng phát nhưng đáng tiếc là bên ngoài khối không khí có một lực lượng cực mạnh cản trở những khí thể kia bùng phát, vì vậy cũng không thể nào liên tục biến tướng với tốc độ cao. Một lúc sau khối không khí mới lớn bằng quả bóng, hơn nữa còn có vẻ còn tiếp tục lớn hơn. Công chúa Sama vừa rồi còn cảm thấy rất uất ức, nhưng lúc này nàng cũng cảm thấy tình huống không đúng, nàng không nhịn được phải hỏi một câu. "Chồng, đó là cái gì?" Đáng tiếc là Hạ Thiên vẫn không trả lời công chúa Sama. Thực tế lúc này hắn đang đứng ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm, hắn căn bản không có tinh lực trả lời vấn đề của nàng, đơn giản vì hắn đang áp chế một vụ nổ. Hạ Thiên cũng không phải lần đầu tiên gặp phải vụ nổ, với năng lực của hắn vào lúc này thì nổ cũng không ảnh hưởng gì. Nếu nói một cách không quá khoa trương, dù có một tấn bom nổ tung thì hắn sẽ không quan tâm, hắn có thể bỏ đi ngay, cũng có thể chống đỡ mà không bị thương. Nhưng vấn đề là bây giờ Hạ Thiên gặp phải một quả bom không bình thường là một loại rất đặc thù, thứ này cắm vào trong tay công chúa Sama, đúng lúc hai người đang hoạt động thì nó lại muốn nổ tung. Nếu là người khác bị một quả bom gài trong người phát nổ thì chắc chắn phải chết, nhưng công chúa Sama lại rất may mắn, vì người đàn ông của nàng là Hạ Thiên, vì vậy khoảnh khắc khi khối bom phát nổ thì hắn đã thấy được, sau đó dùng chân khí đâm vào tay nàng, lấy quả bom vừa nổ ra ngoài. Vì thế mà cánh tay nàng không có vấn đề gì, chỉ có một lỗ máu nho nhỏ mà thôi. Nhưng tình huống của Hạ Thiên cũng không ổn, uy lực của quả bom nho nhỏ này cũng tuyệt đối không nhỏ, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Vì thế hắn không thể không dùng tất cả công lực chống lại quả bom này, hắn dùng băng hỏa linh khí để bao quanh khối cầu, để vụ nổ chỉ có thể ở bên trong mà thôi. Lúc bắt đầu thì Hạ Thiên cảm thấy với năng lực của mình, muốn trực tiếp hấp thu lực lượng cũng không khó, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện lực lượng của vụ nổ này vượt qua phạm vi khả năng khống chế của hắn. Lúc đầu khối cầu chỉ nhỏ như hạt trâu, sau vài giây đã như trái bóng đá, thậm chí là trái bóng rổ. Hắn biết mình không thể tiếp tục dùng biện pháp này, vì thế hắn phải bỏ bớt lực áp chế. Hạ Thiên lập tức thả công chúa Sama ra, sau đó hắn chạy ra khỏi phòng tắm, cũng không chạy khỏi yêu tinh biệt huyền mà phóng lên trời. Khi hắn cách mặt đất 1.000m thì vung tay ném quả cầu ra ngoài. Đùng! Quả cầu nổ tung trong không trung, luồng sóng khí khổng lồ cuốn về phía bốn phương tám hướng, mà Hạ Thiên cũng dùng tốc độ cực nhanh để rơi xuống, nháy mắt đã quay về phòng tắm trong yêu tinh biệt huyền. Khoảnh khắc này công chúa Sama ngồi xuống đất, đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu có gì xảy ra. Hạ Thiên chợt bỏ đi ném nàng xuống sàn nhà tắm, điều này làm nàng cảm thấy thương tâm, không khỏi khóc lên. Vợ công chúa, đừng khóc, sẽ hết đau ngay thôi. Hạ Thiên cuối cùng cũng chạy về, hắn lấy ngân châm đâm lên cánh tay của công chúa Sama, sau đó tiếp tục an ủi. Đừng lo lắng, chỗ này sẽ khôi phục lại như thường, cũng sẽ không để lại sẹo. Lúc này cuối cùng thì công chúa Sama cũng phát hiện cánh tay đã hết đau, mà lời an ủi của Hạ Thiên cũng làm nàng dễ chịu hơn, nàng biết vừa rồi là sự kiện ngoài ý muốn, chỉ là nàng không hiểu rõ nguyên nhân, vì vậy mới hỏi. "Chồng, vừa rồi là sao vậy?" "Vợ công chúa, có người gài bom vào tay em, vừa rồi anh mới phát hiện ra, vì vậy anh mới lấy ra và chạy ra ngoài ném đi." Hạ Thiên giải thích. Sao, trong người em có bom mà Vẻ mặt công chúa Sama chợt biến đổi, dù nàng là người tố chất tâm lý rất tốt nhưng nghe nói trên người mình có bom thì rõ ràng khó thể bình tĩnh trở lại. Bây giờ đã không còn nữa rồi. Hạ Thiên tạm thời thu ngân châm, sau đó hắn kéo công chúa Sama vào trong lòng. Vợ công chúa, em biết ai gài bom trong người mình sao? Em cũng không biết. Công chúa Sama lắc đầu, sau đó nàng nhớ đến một việc có thể là hai tên bắt cóc khi sáng, bọn họ có thể đặt bom lên người em không? Có thể lắm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sớm biết vậy anh sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ. Chồng, làm sao bây giờ? Công chúa Sama ôm chặt lấy Hạ Thiên, tuy nàng rất lo lắng nhưng bây giờ tâm tình đã khá hơn, vì nàng hiểu hắn làm tất cả vì cứu mình. Vợ công chúa, em đừng lo, anh sẽ không để em tiếp tục gặp nguy hiểm. Hạ Thiên dùng lời thề sắt son đảm bảo, sau đó hắn lại dùng hai tay vuốt ve, sự kiện vừa rồi làm hắn không tận hứng, bây giờ hắn muốn tiếp tục hưởng dụng cô vợ công chúa này. Khắp các diễn đàn tin tức ở thủ đô chợt xuất hiện một tin tức nóng hổi. Trên bầu trời thủ đô xuất hiện UFO. Bản tin nói rằng buổi trưa hôm nay trên bầu trời thủ đô xuất hiện một vật thể lạ, còn có vài tấm hình được chụp lại, công bố chụp được UFO, làm cho biết bao người vào xem. Tất nhiên cũng có nhiều người không cho rằng đó là UFO. Bọn họ đều suy đoán xem đó là thứ gì, có người nói là bắn đạn thật, có người nói nổ tên lửa, nhưng ai cho bắn đạn và nổ tên lửa trên bầu trời thủ đô. Cũng có người nói là thần quái xuất hiện, có người nói mặt trời phản xạ, nhưng thật ra cũng không ai biết, đó chẳng qua chỉ là một vụ nổ đơn thuần mà thôi. Khi đám người còn đang nghị luận ồn ào thì Hạ Thiên đang nằm trên giường, công chúa Sama xinh đẹp đang nằm trong ngực hắn, hai người vẫn dính lấy nhau không có cách trở quần áo, nhưng lúc này Hạ Thiên đang gọi điện thoại. "Vợ, sáng nay có hai tên bắt cóc vợ công chúa, đã điều tra được thân phận của bọn họ chưa?" Hạ Thiên điện thoại đến cho Mộc Hàm. "Chưa, tôi có hỏi, hình như là Long tổ phụ trách." Mộc Hàm trả lời. "Vợ, chỉ có biết một loại bom nhỏ có thể lợi dụng lúc người ta không chú ý để gài vào người không?" Hạ Thiên lại hỏi. "Bom nhỏ sao?" Giọng điệu của Mộc Hàm có chút kinh ngạc. "Chồng xảy ra chuyện gì à? Hạ Thiên cũng không giấu giếm mà nói ra sự việc quả bom nhỏ trên người công chúa Sama. Chồng, tôi sẽ đi điều tra chuyện này ngay. Giọng điệu của Mộc Hàm lập tức thay đổi, vì việc này không phải chuyện nhỏ, nếu công chúa Sama bị giết chế ở thủ đô sẽ là chuyện lớn, mà nếu Hạ Thiên xảy ra chuyện thì nàng cũng khó thể nào tiếp nhận được. Vì vậy nàng cần phải điều tra rõ vụ này. Vợ, tôi cảm thấy chuyện này là có kẻ hướng về phía tôi. Hạ Thiên mở miệng hỏi có người muốn lợi dụng vợ công chúa để giết tôi, nếu muốn giết vợ công chúa thì bom phải nổ lâu rồi mới đúng. Chồng, bây giờ công chúa Sama không sao chứ? Mộc hàm hỏi, cô ấy không sao, vừa mới ngủ. Hạ thiên nhìn công chúa Sama trong lòng, nàng thật sự không sao, nhưng chẳng qua vừa mệt chết trong phòng tắm. Chồng, vậy trước tiên cậu chăm sóc cho công chúa Sama, tôi đi điều tra, loại bom này không phải kẻ bình thường có thể làm được, tôi tin sẽ tìm ra chút manh mối. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Mộc Hàm đang định tắt điện thoại thì Hạ Thiên lại nói: Vợ, gần đây hình như có rất nhiều người muốn giết tôi. Tôi thấy hay dùng biện pháp nào đó dụ tất cả bọn họ đến một lượt. Mộc Hàm có chút sướng sờ. Chồng, có phải cậu có biện pháp gì không? Vợ, thật ra tôi biết có nhiều người ghét mình, rất nhiều người muốn tôi chết đi, nhưng bọn họ biết không làm gì được tôi, vì vậy cũng không dám làm gì. Vì thế bọn họ muốn ra tay phải dùng chút thủ đoạn với người khác ví dụ như lợi dụng vợ công chúa để giết tôi. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tôi cảm thấy nên tạo điều kiện cho bọn họ ra tay, như vậy có thể lợi dụng cơ hội mà làm thịt tất cả. chương 1141, giả vờ bị thương. Chồng, nếu có thể giải quyết một lần thì tốt, nhưng bây giờ bọn họ đều bía cậu có năng lực, không có mấy người có thể đối mặt ra tay với cậu. Mộc Hàm không nhịn được phải nói, nàng tất nhiên biết rõ Hạ Thiên có nhiều kẻ địch, nhưng không phải là bọn họ ghen ghét hắn chẳng qua hắn đắc tội với rất nhiều người hắn xuống núi đến giờ đã được nửa năm người chết trong tay hắn là rất nhiều đồng thời cũng không thiếu những kẻ tan cửa nát nhà trở thành phế vật hay thái giám cũng không ít còn có một vài tên bị bắt giam có vài tổ chức vì hắn mà tổn thương nặng nề có thể nói là người muốn giết hắn đếm không xuể nói đi thì cũng nói lại mộc hàm cũng tin có rất nhiều người đố kỵ với hạ thiên tất nhiên phần lớn cũng đều là đàn ông ai bảo hắn ra tay cướp quá nhiều người đẹp cực phẩm. Nếu để bọn họ biết tôi đã trọng thương, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp ra tay. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Mộc hàm chợt sướng sờ. Chồng, ý của cậu là muốn giả vờ bị thương. Đúng vậy, vợ cứ tìm biện pháp thích hợp mà truyền tin ra, phải để cho người ta tin tôi bị thương thật nặng. Hạ Thiên trả lời. Hạ Thiên vốn cũng không muốn dùng thủ đoạn này, nhưng hắn vừa đến thủ đô vài ngày mà gặp phải quá nhiều chuyện, quan trọng là vợ công chúa xinh đẹp của hắn lại bị người ta gài bom trên người. Nếu không phải mục tiêu của đối phương là hắn, sợ rằng hắn sẽ không còn vợ công chúa nữa rồi. Hạ Thiên là một đàn ông, hắn cảm thấy khó chấp nhận hành vi gây phiền với vợ mình của người khác, hắn cảm thấy mình dẫn đến phiền toái cho bọn họ thì phải tìm đến mình để giải quyết. Hắn cũng không muốn đám người kia vì sợ mình mà cứ nhìn chằm chằm vào vợ mình, vì vậy hắn mới quyết định đưa ra biện pháp này. Nếu Hạ Thiên đột nhiên bị trọng thương, không còn lợi hại như trước, thậm chí chẳng khác gì người thường, như vậy đám kẻ địch sẽ trực tiếp đến tìm hắn, bọn họ sẽ đối phó với hắn mà không tìm đến những bà vợ kia. Chồng, cậu thật sự quyết định vậy à? Mộc hàm có chút trần trừ. Nếu biết cậu bị thương thì sợ rằng đám người không có hận thù gì với cậu cũng đến tìm phiền toái. Không có việc gì, cứ để bọn họ đến đây, tôi sẽ giải quyết tất cả. Hạ Thiên không cho là đúng. Vợ, chỉ cứ làm việc theo lời tôi là được. Được rồi, chồng, tôi sẽ đi sắp xếp. Thế này đi, những ngày này anh nên ở lại chỗ của Yêu Yêu, như vậy người khác sẽ tin tưởng hơn. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, tuy nàng cảm thấy đó là một ý nghĩ rất tốt nhưng sợ rằng nó sẽ làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn, vì vậy nàng cũng không muốn thực hiện kế hoạch này, nhưng Hạ Thiên đã quyết định, nàng cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Tiết Nguyên Tiêu đã qua, bầu không khí trong thủ đô hình như có chút không tầm thường, đặc biệt là các tiểu gia tộc những ngày nay có một sự kiện được mọi người chú ý vài hôm trước hạ thiên đến thủ đô hắn vừa đến thì tối hôm đó các tiểu gia tộc đã biết tin vì đối với các gia tộc thì hạ thiên vẫn là trọng điểm chú ý phải biết rằng những lần trước hắn đến thủ đô đều làm phát sinh những tình huống long trời lở đất có hai trong tứ đại gia tộc bị diệt vì thế mà phát sinh những tình huống long trời lở đất rõ ràng những gia tộc còn lại không muốn mình là lý gia hay tôn gia tiếp theo cho nên bọn họ cực kỳ chú ý đến những hành động của hạ thiên nhưng lúc này bọn họ nghe được tin tức mà khẽ thở ra, vì bọn họ nghe nói lần này Hạ Thiên đến thủ đô với nguyên nhân khác biệt với những lần trước, hắn chẳng qua đến gặp vài người phụ nữ của mình mà thôi. Nhưng vài sự việc mà Hạ Thiên gây náo loạn trong thủ đô vài ngày nay cũng làm cho đám người hiểu một vấn đề, Hạ Thiên vẫn là Hạ Thiên, là Hạ Thiên mà không ai có thể động vào. Gần đây cổ gia chợt có bộ dạng không biết sợ với đệ nhất gia tộc thủ đô, kết quả là triệu gia không ó phản ứng nhưng cổ gia lại bị Hạ Thiên dạy cho một bài học. Điều này làm cho mọi người hiểu ra vấn đề, Hạ Thiên và Triệu Gia đã coi như là một thể. Vì sự xuất hiện của Hạ Thiên mà đám con cháu các đại gia tộc thủ đô bắt đầu nhân được lệnh, cần cẩn thận, không nên gây chuyện ở bên ngoài, nếu gặp Hạ Thiên thì tốt nhất nên tránh đi, nếu không tránh thoát thì cũng biết cung kính, không cần đắc tội. Dù là viên thế phong của viên gia cũng bị viên thế hoàng cấm cửa không cho ra ngoài. Nhưng sau Tết Nguyên Tiêu, Hạ Thiên chợt biến mất, sau đó có một tin tức truyền ra, Hạ Thiên bị ám sát, bản thân trọng thương. Vào buổi tối tiết Nguyên Tiêu thì tin tức này truyền ra, nhưng cũng không ai quan tâm, một số người cảm thấy có lẽ tên nào bất mãn mà nguyền rủa Hạ Thiên mà thôi. Nhưng qua tiết Nguyên Tiêu, đám bạn bè hỏi thăm tin tức này ngày càng nhiều, đám gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô cũng dần coi trọng. Một sự kiện khác không bình thường càng làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy tin tức Hạ Thiên bị thương có thể là thật, hơn nữa tình hình vết thương cũng không nhẹ. Vì bọn họ nhận được tin tức Bắt đầu từ ngày 16 tháng riêng, Mộc Hàm mang theo thủ hạ lùng sục bắt bớ khắp thủ đô, bộ dạng như sắp phát điên. Vài tháng trước Hạ Thiên Điên cuồng náo loạn ở thủ đô vì tìm kiếm Mộc Hàm, điều này ai cũng biết, bây giờ đổi lại là Mộc Hàm náo loạn thủ đô, ai cũng nghĩ lúc này Hạ Thiên đã xảy ra chuyện, nếu không thì Mộc Hàm sẽ chẳng làm như vậy. Những ngày sau Hạ Thiên cũng không xuất hiện, mọi người đều khẳng định hắn trọng thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Vì với y thuật của Hạ Thiên, nếu vết thương không nhẹ thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Bây giờ Mộc Hàm lại nổi điên, mà Hạ Thiên chưa xuất hiện, như vậy chỉ có một khả năng, mức độ bị thương của Hạ Thiên đã đến mức khó thể xoay chuyển. Vì vậy các gia tộc bắt đầu có tính toán. Viên gia vừa mới vào trong hàng ngũ tứ đại gia tộc, lúc này cũng có người thảo luận về vấn đề này. Nhị ca, tiểu tử Hạ Thiên kia có hơn phân nửa là sắp chết, em thấy chúng ta nên giúp hắn, để cho tiểu tử này chết nhanh hơn. Người nói lời này không phải là ai khác, chính là viên thế phong trước đó bị hạ thiên đạp bay. Nhị ca trong miệng viên thế phong chính là viên thế tài, vị nhị thiếu gia này của viên gia trước kia dùng thân phận công tử của bí thư tỉnh ủy xuất hiện ở huyện Mộc Dương, sau đó bị hạ thiên dẫm xuống đất, cuối cùng quay về thủ đô mà mặt mũi đầy bụi, làm cho cười cho thiên hạ. Không thể nghi ngờ, nếu so với viên thế phong thì viên thế tài càng căm hận hạ thiên, trong mắt viên thế tài thì hạ thiên không những cướp người phụ nữ mình thích, đồng thời còn làm hắn tổn thương, trà đạp tự ái của hắn. Sau khi trở lại thủ đô thì viên thế tài không lúc nào không nghĩ sẽ báo thù, hắn luôn muốn có ngày làm cho hạ thiên nhục nhã, phải dẫm hạ thiên dưới chân mình. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước hết để điều tra rõ ràng, bây giờ hạ thiên ở đâu chúng ta cũng không biết. Dù viên thế tài rất căm hận hạ thiên, nhưng dù sao hắn cũng không phải là viên thế phong, hắn không ra tay thì thôi, đã ra tay phải nắm chắc. Nhị ca, em sẽ cho người điều tra. Viên Thế Phong có chút hưng phấn. Tống ra ở thủ đô. Tống Ngọc Mị mặc áo bảo trắng đứng trong sân, nàng giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Đại tiểu thư. Một âm thanh vang lên phía sau, một thiếu nữ xuất hiện sau lưng Tống Ngọc Mị. Đây chính là một trong những thiếu nam thiếu nữ mà trước kia dạ Ngọc Mị đã bồi dưỡng. Cũng chính là người trước kia từng làm vệ sĩ cho Ninh Khiết, là Tống Mai. Chuyện gì? Tống Ngọc Mị xoay người, âm thanh có chút ôn hòa. Đại tiểu thư, thủ đô có tin đồn là hạ thiên trọng thương. Tống Mai trả lời. Cái gì? Tống Ngọc Mị chưa đợi Tống Mai nói xong mà lập tức cắt ngang, trong lời nói có vài phần kinh ngạc. Đều không có khả năng, với năng lực hiện tại của cậu ấy, không thể nào bị người khác làm cho bị thương nặng được. Đại tiểu thư, trước đó tôi cũng không phải rất tin tưởng, nhưng căn cứ vào những gì tôi điều tra được thì đây là sự thật. Tống Mai có chút chần chừ, sau đó nàng nói ngay. Cô tận mắt thấy cậu ấy bị thương sao? Tống Ngọc Mị hỏi. Điều này, không phải, nhưng... Tống Ngọc Mị lắc đầu rồi giải thích. Tống Ngọc Mị khoát tay. Thôi bỏ, tôi sẽ đích thân hỏi tình huống. Vâng, đại tiểu thư. Tống Mai không nói thêm điều gì mà thức thời bỏ đi. Tống Ngọc Mị cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên. Điện thoại được nối thông, ngay sau đó có người bắt máy, đầu dây bên kia cũng không phải truyền đến âm thanh của hạ thiên mà là một giọng nữ alo tôi tìm hạ thiên tống ngọc mỹ có chút trần trừ sau đó nàng mở miệng nói chồng bây giờ không thể tiếp điện thoại mấy ngày sau chị điện thoại đến nhé người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói sau đó cúp điện thoại vẻ mà tống ngọc mỹ bắt đầu trở nên bất an y nhân các y tiểu âm đang học phiêu miểu bộ trên một bãi đất trống Lúc đầu nàng chỉ đi chậm rãi sau đó ngày càng nhanh khoảnh khắc sau người ngoài chỉ có thể thấy một bóng người nhàn nhạt, nhạt mà thôi tiểu thư tiểu thư tin tức tốt âm thanh vui sướng của a cửu vang lên y tiểu âm nghe được âm thanh này thì cũng dừng lại sau đó mở miệng hỏi tin tốt gì tên khốn kia đã bị thương nặng a cửu có vẻ rất hưng phấn nghe nói tình hình vết thương rất nặng lúc này chúng ta có thể báo thù bị thương nặng y tiểu âm ngây người điều này sao có thể ai làm cho hắn bị thương được tiểu thư mặc kệ ai làm cho hắn bị thương chỉ cần hắn bị thương nặng là được bây giờ chúng ta có thể giết hắn báo thù a cửu tỏ ra không thể chờ đợi thêm y tiểu âm lại không nói gì tin tức này quá đột nhiên với nàng khoảnh khắc này nàng cũng không biết phải làm thế nào nàng thật sự phải lợi dụng cơ hội này đến giết tên khốn kia sao chương 1142, một tên muốn chết đệ nhất thiên hạ. Y tiểu âm có chút mờ mịt, nàng không thể nghi ngờ mình rất hận hạ thiên, nhưng cuối cùng nên trả thù hắn thế nào, điều này nàng còn chưa nghĩ ra, hoặc có thể nói là nàng chưa suy xét cẩn thận. Vì bây giờ nàng đang suy xét phải làm sao có cơ hội để trả thù hạ thiên, dù gì thì nàng cũng biết rõ hắn quá lợi hại, dù là y thuật hay võ công đều vượt xa mình, nàng khó có cơ hội trả thù hắn. Những ngày qua y tiểu âm luôn cố gắng để cho mình càng trở nên lợi hại hơn, vì vậy nàng mới chân thành học võ công, có lẽ vì nàng biết trong thời gian ngắn hạn cây SNG thể nào thắng được hắn nên cũng không suy xét xem sau này chiến thắng thì sẽ làm gì. Nàng trực tiếp giết hắn hay chậm rãi tra tấn, hay là dùng phương pháp của hắn để trả thù. Nhưng bây giờ y tiểu âm chợt nghe được tin tức hạ thiên trọng thương, bây giờ nàng có thể đi trả thù, nàng không hề chuẩn bị tâm lý, vì vậy không biết nên đi trả thù thế nào. Tiểu thư, chị đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ không muốn đi giết tên khốn kia? A Cửu không nhịn được phải hỏi. A Cửu, em cho rằng hắn trọng thương sao? Y Tiểu Âm chợt phục hồi tinh thần, nàng mở miệng hỏi. Y Tiểu Âm còn chưa nghĩ nên làm thế nào để trả thù Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn còn nghi ngờ tính chân thật của tin tức Hạ Thiên bị thương. Tiểu thư, trong thủ đô đều truyền ra tin tức này, tên khốn kia bây giờ nghe nói đã trốn đi vì sợ người ta báo thù. Nếu không thật sự trọng thương thì hắn sẽ trốn đi sao?" A Cửu nhanh chóng nói, cuối cùng nàng cắn răng rồi oán hận tiếp tục nói. "Tên cầm thú kia bây giờ đã bị báo ứng, tiểu thư, không cần chị xen vào, em sẽ đi tìm hắn ngay bây giờ, chỉ cần tìm được, em sẽ giết hắn cho chị hả giận." A Cửu nói xong thì xoay người muốn chạy đi, nàng dù sao cũng không quen tình cảnh buổi tối hôm đó, nàng tận mắt thấy tiểu thư bị tên cầm thú hạ thiên trà đạp nàng khó thể tha thứ cho mình vì đứng đờ bên cạnh mà không có phản ứng nào vì vậy lúc này nàng rất bức thiết muốn giết hạ thiên không chỉ vì báo thù cho y tiểu âm còn giống như chuộc tội cho mình a à cửu đừng đi y tiểu âm vội vàng hô lớn vì cái gì a à cửu xoay người nhìn y tiểu âm trong lòng rất mê hoặc chẳng lẽ tiểu thư không muốn giết tên khốn kia a à cửu em biết rất rõ những gì đã xảy ra ở cảng thành chị không muốn em tiếp tục dẫm lên vết xe đổ y tiểu âm chậm rãi nói tên khốn kia không dễ bị thương như vậy trước khi biết chính xác tin tức chị không muốn để em đi nếu không sợ rằng em sẽ có kết cục như chị tên kia không gì không làm a cửu lập tức dùng mình nàng hiểu rõ ý của tiểu thư nếu tên khốn kia không bị thương thì nàng muốn đi giết hắn sẽ gặp phải tình cảnh như tiểu thư sẽ bị tên kia kéo lên giường tra tấn tiểu thư chị cảm thấy hắn không bị thương sao a cửu không nhịn được phải nói chị không biết chỉ có chút nghi ngờ y tiểu âm lắc đầu nhưng a cửu dù bây giờ hắn có bị thương hay không thì lúc này chúng ta chỉ nên lặng lẽ xem kỳ biến phải biết rằng tên kia có rất nhiều kẻ địch nếu tin tức hắn bị thương truyền ra ngoài thì sẽ có người không nhịn được mà ra tay chúng ta chỉ cần ở bên cạnh xem là được nếu tên kia thật sự trọng thương đến khi đó chúng ta ra tay cũng không muộn tiểu thư em hiểu a cửu khẽ gật đầu Trước tiên chúng ta nhẫn nại một thời gian đã. Y tiểu âm khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì, nhưng kinh nghiệm cơn ác mộng trước kia lại hiện lên trong óc nàng. Khi đám gia tộc lớn nhỏ cùng với đám bạn bè và kẻ địch của Hạ Thiên đang lặng lẽ xem kỳ biến thì lại có một tin tức bom tấn được tung ra, đệ nhất công chúa Ả Rập bị mất tích, nghi bị ám sát. Trong bản tin có cả hình ảnh của công chúa Sama, trong đó nhắc đến phần thông tin trước đó vài ngày công chúa Sama đến thủ đô Trung Quốc sau đó biến mất, đến nay không rõ ở nơi nào. Trong bản tin còn nói công chúa Sama thực chất đã bị ám sát một lần ở thủ đô, nhưng khi đó đám cảnh sát và chính quyền cố gắng che giấu tin tức. Trong tin tức còn bộc lộ một vấn đề, công chúa Sama mới 16 tuổi nhưng là công chúa đẹp nhất các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, vì yêu một tên đàn ông châu Á mà đến thủ đô Trung Quốc, không ngờ lại đi vào đường cùng. Đáng lý ra tin tức này rất rung động nhưng đối với đám gia tộc ở thủ đô thì tin tức này cũng chẳng tính là gì. Công chúa Ả Rập xảy ra chuyện ở thủ đô, lo lắng nhất là chính quyền mà không phải là bọn họ. Nhưng sau khi kết hợp với nhiều tin tức không ai chú ý thì sự việc này trở nên không tầm thường. Tin tức khác chính là, người đàn ông công chúa Sama yêu thích là Hạ Thiên. Tin tức này bắt đầu làm cho các gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô bắt đầu không yên, trước đó bọn họ cũng nghi ngờ tin tức Hạ Thiên bị thương vì không tìm được nguyên nhân. Nhưng bây giờ bọn họ đã tìm được nguyên nhân, đó là có người muốn ám sát công chúa Sama, đã làm Hạ Thiên trọng thương. Tuy bọn họ không biết kẻ ám sát công chúa Sama làm sao có thể thực hiện được điều này, nhưng công chúa Sama ở cùng với Hạ Thiên mà bị ám sát, nếu không phải Hạ Thiên trọng thương thì nàng sẽ bị giết dễ dàng vậy sao? 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Giữa trưa, ở một nhà hàng Tây ở thủ đô. Vào những ngày này thì nhà hàng sẽ chật ních, không riêng gì chật ních bên trong mà còn có rất nhiều người xếp hàng bên ngoài. Nhân viên phục vụ nhìn hàng ngũ bên ngoài cửa rồi đi đến bên cạnh bàn số 28, hắn khách khí hỏi: "Tiên sinh, anh muốn gọi thêm gì không?" "À, cho thêm một phần bò bít tết." Vị khách lười biếng nói. Nhân viên phục vụ thiếu chút nữa đã tan vỡ, điều này, tên này còn là người sao? Cũng khó trách tên nhân viên phục vụ này cảm thấy tan vỡ, tên khách này đến khá sớm, khác với những người khác đến có đôi Người này đến một mình. Đến một mình cũng không sao, nhưng người này gọi hai phần bò bít tết, sau đó bắt đầu ăn. Hắn ăn xong phần thứ nhất thì đến phần thứ hai, sau khi ăn xong thì nhân viên phục vụ tưởng rằng hắn tính tiền, vì vậy mới đến nói. Cho thêm một phần bò bít tết nữa. Tên nhân viên phục vụ lúc đó cảm thấy rất bực bội, nhà hàng bị một tên chết tiệt đến quấy rối, không cho các cặp tình nhân đang chờ ngoài kia có chỗ ngồi sao? Nhưng điều làm tên nhân viên phục vụ càng thêm bực bội chính là gọi đến phần bò bít Tết thứ tư thì tốc độ ăn của hắn là rất chậm, cuối cùng một mình hắn chiếm một bàn lớn, từ 11 giờ đến bây giờ, đã hơn 1 giờ rồi. Khi người này gọi phần bò bít Tết thứ 8 thì tên nhân viên phục vụ cuối cùng cũng tan vỡ, đây đúng là một tên muốn chết đệ nhất thiên hạ, nếu ai cũng dùng chiêu của tên này thì đám tình nhân bên ngoài thật sự bi kịch. Tên nhân viên phục vụ đáng thương cố gắng để mình không ngã xuống. Hắn chuẩn bị đi vào lấy phần bò bít tết ra, đúng lúc có một tên đàn ông ở bên cạnh không nhịn được mà lao đến hét lên. Thằng khốn, ông nhịn đủ rồi, từ lúc ông xếp hàng vị trí 50 thì đã gặp mày ngồi ăn ở đây, bây giờ ông xếp vị trí thứ nhất và cũng gặp mày. Mày cũng không có bạn gái, đừng ở đây chiếm chỗ. Người đàn ông này hơn 20, nhìn cách ăn mặc thì chính là thành phần trí thức, bên cạnh hắn là một cô gái hơn 20, bên trong lòng còn có một bó hồng lớn, dáng người của nàng không tệ có bạn gái thì ngon sao tên khách kia ngẩng đầu dùng ánh mắt buồn bực nhìn tên đàn ông tri thức tao cũng không so với loại người như mày tên đàn ông chờ lâu và nổi nóng hắn nghĩ rằng mình sắp có chỗ ngồi nhưng tên khốn kia không nhường điều này làm hắn muốn bùng nổ hư tôi thấy anh rất giỏi đấy tên khách nhìn vào cô gái bên cạnh tên đàn ông kia vài giây sau đó hắn gật đầu rất chân thành tìm gà làm vợ người đàn ông làm được những chuyện này tuyệt đối không tầm thường hư mày nói gì tên đàn ông lập tức nổi giận và muốn xông lên đánh người tiên sinh không nên kích động tên nhân viên phục vụ lập tức xông lên ngăn lại nàng cũng không muốn có người đánh nhau trong nhà hàng anh hỏi bạn gái của mình xem tối qua cô ta ngủ cùng hai người đàn ông còn nữa tôi kia cũng ngủ với một người đàn ông người đó cũng không phải anh à đêm trước đó cô ta còn ngủ với ba người đàn ông anh đừng nói như vậy không phải là gà nhé tên khách dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vẻ mặt cô gái ôm hoa hồng chợt trắng bệch, mà tên đàn ông kia đã hoàn toàn bùng phát, hắn phóng đến rồi đấm về phía tên khách, còn mắng lớn. Hừ, ông đánh chết mày. Nhưng một đấm của tên đàn ông này cũng không đánh chúng, vì tên khách phản ứng khá nhanh, lách người né tránh. Hừ, giỏi thì đừng né. Tên đàn ông vội vàng gào lên, đúng lúc có vài nhân viên công tác chạy đến kéo hắn ra. Thật ra anh phải cảm ơn tôi, nếu tôi không nói cho anh biết, sợ rằng sau này anh cũng không biết mình lấy gà về làm vợ. Tên kia lười biếng nói. Tên nhân viên phục vụ trước đó thiếu chút nữa đã tan vỡ lại nhìn không được chừng mắt nhìn tên khách, người này đúng là, dù bạn gái người ta như vậy cũng không nên nói ra chứ. Hừ, không ăn nữa, tính tiền. Tên khách nói thêm một câu, nhân viên phục vụ chợt vui sướng, người này cuối cùng cũng nói một tiếng người. Trường 1143, Người đẹp làm vệ sĩ Vài phút sau tên muốn chết đệ nhất thiên hạ và vừa rồi nói vài câu chia rẽ cặp tình nhân kia đã rời khỏi nhà hàng tây. Tên này mặc một bộ quần áo rất bình thường, hắn chậm rãi đi dạo, nhìn thì có vẻ không có mục đích nhưng vô tình đã rời khỏi khu vực náo nhiệt, đã đi đến một đoạn đường xem như quạnh quẽ. Này, tiểu tử kia, đứng lại cho tao. Đúng lúc này một âm thanh từ phía sau vang lên. Tên này xoay người, hắn thấy hai tên thanh niên hơn 20 tuổi đang đi về phía mình một nhuộm tóc vàng một tên tóc trắng mỗi tên có đeo một cái bông tai nhưng một tên đeo tai trái một tên đeo tai phải chú gọi anh sao người này lười biếng hỏi nói nhảm ông không tìm mày chẳng lẽ tìm mẹ mày tên tóc vàng lên tiếng tiểu tử xương tên ra anh không đánh kẻ vô danh người thanh niên tóc trắng mở miệng nói anh là hạ thiên tên kia khai báo tên không ngờ lại chính là hạ thiên đã mất tích nhiều ngày cuối cùng hắn lười biếng hỏi các chú tìm anh có chuyện gì hạ thiên tên tóc vàng hừ một tiếng con bà nó tên khốn nạn gì vậy đúng là muốn ăn đòn không có việc gì hai anh đang buồn chán nhìn mặt chú là biết muốn ăn đòn vì vậy các anh sẽ cho chú toại nguyện tên thanh niên tóc trắng tiếp tục mở miệng nói hạ thiên cảm thấy rất vô tội hắn lầm bầm anh đẹp trai thế này mà nói là nhìn mặt muốn ăn đòn sao con bà nó tên tóc vàng phun một miếng nước miếng thiếu chút nữa đã văng lên người hạ thiên loại như chú nhìn như xít mà dám nói đẹp trai sao tiểu tử muốn biết cái gì gọi là đẹp trai không nhìn ông thì biết ông mới là đẹp trai tên thanh niên tóc trắng tự kỷ chỉ vào mình hạ thiên nhìn tên thanh niên tóc trắng rồi khẽ gật đầu chú nhìn cũng được chỉ thiếu một chút nữa là ăn đứt thiên bồng nguyên soái thiên bồng nguyên soái lúc đầu tên thanh niên tóc trắng cũng không có phản ứng nhưng sau đó lại nổi giận con bà nó dám mắng ông là chư bát giới sao anh không mắng chú anh nói chú là chư bát giới chính là khích lệ chú hơn nữa anh còn mắng cả thiên bồng nguyên soái vì chú so ra nào có bằng hạ thiên thở dài chư bát giới thân là một con heo đẹp áp lực rất lớn đấy thằng khốn này miệng lưỡi rất lợi hại đừng đấu võ mồm với nó chơi nó đi tên thanh niên tóc vàng mở miệng đúng vậy xiên nó đi tên thanh niên tóc trắng cũng nổi giận hắn nói xong đã lao đến đấm một quyền lên người hạ thiên hạ thiên nghiêng đầu né qua dưới chân khẽ xê dịch sau đó hắn bắt đầu phản kích một quyền vung về phía tên thanh niên tóc vàng đúng như hắn dự đoán một quyền của hắn đánh lên lưng tên thanh niên tóc vàng nhưng một đấm của hắn quá nhẹ chỉ có thể làm cho tên thanh niên tóc vàng lảo đảo mà thôi con bà nó tên này còn dám hoàn thủ Cùng lên thôi. Tên thanh niên tóc vàng mắng một câu, sau đó lại lao lên đá về phía hạ thiên. Hạ thiên lấy một địch hai cũng không rơi xuống thế hạ phong, mỗi lần hắn ra tay đều đánh chúng đối phương, nhưng tất cả đều không tạo nên một đòn chí mạng. Kết quả là trận chiến này rằng có hơn 10 phút đồng hồ, cuối cùng hắn mới đánh ngã hai tên du côn. Đánh như thế này thật sự mệt chết người. Hạ thiên nhìn hai tên thanh niên nằm trên mặt đất không thể đứng lên mà lầm bầm sau đó hắn đặt mông ngồi xuống đất nghĩ trước rồi nói sau ha 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 một tiếng cười điên cuồng từ bên đường vang lên trong chiếc xe đã sớm dừng ven đường có một tên đàn ông trẻ tuổi trắng trẻo đi ra hắn chính là viên thế phong sau đó cửa xe lại tiếp tục mở ra hai tên đàn ông vạm vỡ đi xuống ba người cùng đi về phía hạ thiên hạ thiên mày cũng có ngày hôm nay sao ha 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 viên thế phong tỏ ra rất sảng khoái Hạ Thiên rũi lưng lầm bầm. Sao lại nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ? Chẳng lẽ nơi đây nuôi chó? Hạ Thiên quay đầu thấy viên thế phong và chờ tỏ ra bừng tỉnh. À, thì ra là một con chó trắng, tiếng chó sủa này rất dễ nghe. Con bà nó, Hạ Thiên, bây giờ mày cầu xin tha thứ thì ông chỉ đánh gãy tứ chi của mày, không ngũ chi. Viên thế phong tức giận tím mặt, sau đó hắn vung tay lên. Lên, phế tiểu tử kia cho tao, để tao xem còn ai cứu được nó. Hai tên đàn ông vạm vỡ phóng về phía Hạ Thiên như mãnh hổ, nhưng bọn họ còn chưa phóng đến trước mặt hắn thì đã gào lên một tiếng rồi văng ra. Vẻ mặt viên thế phong chợt biến đổi, chẳng lẽ tiểu tử kia giả bị thương? Cũng không đúng, hắn vừa rồi đã quan sát 10 phút, tiểu tử kia rõ ràng không có chút khí lực gì mất 10 phút mới đánh ngã hai tên côn đồ, nhất định bị thương rất nặng mới như vậy. Nhưng vài giây sau viên thế phong đã khẽ thở ra, vì hắn phát hiện bên cạnh Hạ Thiên xuất hiện một người phụ nữ, một người phụ nữ gợi cảm được bao bọc bằng áo da màu đen, đáng tiếc là nàng đeo kính dâm, người ta khó thể nhìn ra diện mạo. Cút! Người phụ nữ hắc y nói ra một chữ lạnh như băng. Dù người phụ nữ kia rất gợi cảm nhưng khí tức lạnh như băng bùng ra làm cho viên thế phong cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn hai tên thủ hạ nằm trên mặt đất chưa đứng lên mà bực bội, đúng là không ra gì. Hạ thiên, có loại người trốn sau phụ nữ như mày sao? viên thế phong tức giận nói một câu sau đó xoay người bỏ đi vợ mị nhi đánh tên ngốc kia một trận cho tôi hạ thiên lúc này cười hì hì nói với người phụ nữ hắc y người phụ nữ hắc y này chính là mị nhi nàng không nghe lời hạ thiên đánh viên thế phong nàng chỉ nói với hạ thiên đi theo tôi mị nhi cũng không quan tâm hạ thiên có đồng ý hay không nàng nhanh chóng đi về phía một chiếc xe dừng cách đó không xa nàng lên xe trước hạ thiên cũng không do dự hắn lập tức tiến lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau đó nhìn chầm chầm vào Mỹ Nhi. Nhìn tôi như vậy làm gì? Mỹ Nhi giống như có chút tức giận. Vợ Mỹ Nhi, tôi đã lâu không thấy chị, tất nhiên muốn nhìn kỹ một chút. Hạ Thiên chân thành nói, sau đó hắn vươn tay tháo kính dâm của Mỹ Nhi xuống. Tuy lần này động tác của Hạ Thiên rất chậm nhưng Mỹ Nhi không trốn tránh, vì vậy hắn thành công tháo kính của nàng xuống. Vài tháng không gặp, nàng có vẻ trắng trẻo, Gương mặt xinh đẹp càng lạnh lùng, lại càng diễm lệ, vô tình làm cho Hạ Thiên không nỡ rời mắt. Chuyện gì xảy ra? Sao bây giờ cậu không đánh lại những tên lưu manh kia? Mị Nhi dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên. Các người cuối cùng đang làm gì? Y thuật của cậu cao siêu như vậy, sao có thể bị thương mà không chữa trị hết? Còn nữa, nếu cậu thật sự bị thương thì nên trốn đi, chạy ra đây làm gì? Chẳng lẽ cậu không biết có rất nhiều người ở thủ đô muốn mạng cậu sao? mị nhi không khỏi hỏi một hơi nhiều vấn đề hơn nữa càng nói càng tức giận đến lúc cuối cùng nàng còn nói nếu cậu muốn ra ngoài sao không điện thoại cho tôi để cho tên viên thế phong kia đến ức hiếp cậu cảm thấy như vậy là vui sao cậu không thấy xấu hổ nhưng tôi lại thấy xấu hổ vợ mị nhi có lẽ bây giờ chị rất quan tâm đến tôi thì phải hạ thiên cười hì hì nhìn mị nhi tôi không thèm quan tâm đến cậu mị nhi tức giận nói cậu là tổ trưởng ám tổ một tổ trưởng mà dễ bị ức hiếp như vậy thì chúng tôi sẽ thế nào nếu không phải lúc này không có mặt mộc hàm ở đây tôi sẽ không quan tâm đến cậu mị nhi dừng lại một chút rồi có chút tức giận nói cũng không biết cậu dở cho quỷ gì bây giờ có rất nhiều người muốn giết cậu mộc hàm lại xuất ngoại vào đúng thời điểm này mới chết vợ mị nhi chị cứ yên tâm không ai giết tôi được đâu hạ thiên chẳng quan tâm đây không phải có người bảo vệ tôi sao nếu tôi không đến thì sao mị nhi tức giận nói viên thế phong kia cũng không nói đùa tôi nói cho cậu biết người ta thật sự muốn cho cậu tàn phế không sao vài ngày nữa tôi sẽ chính thức biến tên khốn kia thành tàn phế hạ thiên không cho là đúng sốt cuộc cậu bị thương thế nào mị nhi trầm mặc một lúc rồi hỏi nàng vốn không tin hạ thiên thật sự trọng thương nhưng sự thật bây giờ lại làm nàng không thể không tin À, gặp phải một quả bom nho nhỏ. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Tôi bị quả bom kia làm chấn thương, chưa thể hồi phục ngay được. Chưa hồi phục ngay được. Mị Nhi khẽ thở ra. Cậu nói là có thể khôi phục lại được sao? Tất nhiên là có thể, nhưng tốc độ sẽ hơi chậm. Hạ Thiên là người chưa từng đỏ mặt, hắn xoay chuyển ánh mắt rồi cười hì hì với Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, nếu không trước khi tôi khôi phục, chị đến bảo vệ tôi nhé. Mị Nhi do dự một lúc rồi gật đầu. Được rồi, vừa đúng lúc tôi được nghỉ ngơi. Hạ Thiên lập tức hưng phấn. Lúc này hắn càng thêm bội phục mình. Quả nhiên mình là thiên tài, định giả vờ bị thương để đối phó với đám ngốc kia, không ngờ có thể kéo vợ Mị Nhi trước nay luôn trốn tránh đi ra. Lần này hắn quyết định phải ăn sạch vợ Mị Nhi, không để cho nàng chạy mất. Đưa kính dâm cho tôi. Mị Nhi vươn tay ra. Vợ Mị Nhi, sao bây giờ chỉ còn đeo kính dâm? Hạ Thiên có chút không muốn trả kính cho Mị Nhi hắn cảm thấy như vậy là tốt hơn Mị Nhi trực tiếp giật lấy kính dâm sau đó đeo lên che khuất gương mặt của mình hạ Thiên không khỏi thầm nghĩ giả vờ thế này xem ra rất có lợi Ví dụ như bây giờ hắn có thể để mặc cho vợ Mị nhi cướp lại kính dâm Nếu không thì vợ Mị Nhi biết hắn không việc gì sẽ chạy đi mất chương 1144 lừa Mị Nhi ở chung phòng đi thôi Bây giờ cậu ở đâu tôi đưa cậu về mị nhi cuối cùng cũng khởi động xe rồi nói vợ mị nhi tạm thời tôi không có chỗ nào hạ thiên trả lời đây rõ ràng cũng là giả hắn không thể không có chỗ ở chẳng qua hắn muốn mị nhi tìm chỗ mới như vậy có thể ở cùng nhau nếu không thì chúng ta đến căn cứ ám tổ mị nhi trưng cầu ý kiến của hạ thiên tôi không muốn đi hạ thiên lắc đầu không chút do dự nói đùa à đi đến đó hắn còn có thể cùng mị nhi sống trong thế giới riêng sao chúng ta có thể đi khách sạn. Mỹ Nhi thản nhiên nói, nàng cũng không tức giận, thực tế nàng cũng không muốn đến căn cứ của ám tổ. Mỹ Nhi hơi dừng lại rồi giải thích. Ngoài căn cứ ám tổ thì tôi không có chỗ ở cố định, vì vậy nếu cậu thật sự không muốn về khu căn cứ ám tổ, chúng ta chỉ có thể ở khách sạn. Không có vấn đề, chúng ta đến khách sạn. Hạ Thiên đồng ý ngay, khách sạn thì rất tốt, hai người ở cùng một gian, sau đó muốn làm ăn gì cũng được. Cậu muốn ở khách sạn nào?" Nghị Nhi lại hỏi, sau đó nàng giải thích, "Tôi căn bản chưa từng ở khách sạn, cũng không quen khách sạn thủ đô." Đến khách sạn đô thành. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, tất nhiên hắn cũng không phải quen thuộc với khách sạn ở thủ đô, nhưng trước đó không lâu hắn giúp Tam sư phụ nên chạy đến khách sạn đô thành hai lần. Tuy cơ bản hắn chưa từng ở đó nhưng cũng thấy phòng ốc không tệ. "Được." Nghị Nhi đồng ý rất kiên quyết. Nửa giờ sau ở phòng 14 hạ thiên nhìn chiếc giường lớn trong phòng lại nhìn mị nhi đang đứng bên cạnh cửa sổ hắn thật sự rất muốn ăn ngay bây giờ xem ra kế hoạch sắp thành công hạ thiên đi đến sau lưng mị nhi đang định ôm thì nàng chợt lóe lên lách ra điều này làm hắn có chút buồn bực hắn phát hiện mình ở trong một vòng tròn quái dị hạ thiên phải tiếp tục giả vờ bị thương như vậy mị nhi mới có thể ở cùng với hắn nhưng nếu hắn muốn ôm vợ mị nhi thì phải có sự tình nguyện nếu không thì nàng sẽ biết hắn không trọng thương sẽ chạy đi mất xem ra không nên gấp. Hạ thiên thầm nghĩ, nhưng bây giờ Mỹ Nhi vẫn ở bên cạnh bảo vệ cho hắn, vì vậy hắn còn nhiều cơ hội, cũng không nên quá nóng lòng. Hạ thiên nhìn giờ, bây giờ còn chưa đến 3 giờ chiều, hắn quyết định nên ra ngoài dạo chơi. Vợ Mỹ Nhi, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Hạ thiên nghĩ là làm, hắn lập tức đề nghị. Được, Mỹ Nhi lại đồng ý. Hạ thiên chợt có chút ngạc nhiên, vợ mị nhi hôm nay thật sự dễ nói chuyện đúng là có cầu sẽ ứng nghiệm thủ đô vẫn rất lạnh nhưng hôm nay là lễ tình nhân nên trên phố có rất nhiều người đặc biệt là các đôi xuất hiện rất nhiều bây giờ hạ thiên và mị nhi cũng là một đôi trong số đó mị nhi rõ ràng là loại phụ nữ không thích đi dạo vì vậy nàng và hạ thiên đi dạo cũng chỉ đi thẳng không vào bất kỳ cửa hàng nào chỉ đi mà thôi chú mua hoa tặng cho chị đi một giọng nói trong trẻo vang lên Trước mặt Hạ Thiên và Mị Nhi xuất hiện một cô bé sách giỏ trúc mang theo cả chục cây hoa hồng, cô bé này hơn 10 tuổi, rất đáng yêu. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cô bé. Vì sao tôi là chú còn cô ấy là chị? Tôi rất già sao? Anh, mua hoa cho chị đi. Cô bé chớp mắt rồi đổi giọng. Như vậy mới được chứ. Hạ Thiên móc từ trong quần ra 100 đồng đưa cho cô bé, sau đó hắn thuận tay cầm lấy một bông hồng đưa cho Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, tặng cho chị. Mị Nhi có chút chần chừ, cuối cùng cũng vươn tay nhận hoa. Anh, em không có tiền lẻ, anh có tiền lẻ không? Cô bé lại nói. Hoa hồng 10 đồng một bông. Không cần thối. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn thuận tay ôm eo Mị Nhi. Lúc này nàng có hơi ngây người, nhưng cuối cùng vẫn để cho Hạ Thiên ôm. Mị Nhi vốn cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy, nếu Hạ Thiên bây giờ là bình thường thì nàng sẽ không thuận theo hắn. Nhưng nàng cho rằng hắn vừa gặp đã kích, ngay cả Mộc Hàm cũng không có ở bên cạnh, vì vậy nàng giống như muốn tốt với hắn một chút. "Ơ, ờ, đây không phải là Hạ thần y nổi danh như cồn sao?" Một giọng nói quái dị vang lên. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn, hắn thấy một nam một nữ từ trên xe bước xuống. Người đàn ông chưa đến 30, tuyệt đối không đẹp trai, người phụ nữ chưa đến 20, đáng tiếc là tươi trẻ nhưng không đẹp, còn xấu hơn chiếc điện thoại nàng cầm trong tay mình biết thằng ngu này sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông, hắn khẽ nói. Trong ấn tượng của Hạ Thiên thì thật sự chưa từng thấy qua người này, dù trước đó hắn đã đánh nhiều người, nhưng đánh cũng chưa chắc đã nhớ kỹ. Nhưng nếu bình thường thì hắn cũng có chút ấn tượng, mà người này hắn không có chút cảm giác nào. Hạ Thiên, chú nói chuyện khách khí một chút. Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng. Thiếu gia anh đây gọi chú là Hạ Thần Y Đệ Nhất, chú tưởng mình là Hạ Thần Y Đệ Nhất thật sao? bây giờ chú không chữa tốt cho thương thế của mình, còn đệ nhất con bà gì nữa. Thằng ngu, mày không biết đạo lý thầy thuốc không tự y sao? Hạ thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông ngu ngốc kia. Chú rốt cuộc là ai? Đừng làm nhảm trước mặt anh, có tin anh đánh đòn không? Đánh anh, tên đàn ông cười lên ha hả. Đúng là chết cười, Hạ Thiên, chú bây giờ cho rằng mình vẫn như trước sao? Bây giờ chú không có võ công và y thuật, chẳng khác đếch nào phế nhân nhìn lại mình xem, chỉ biết trốn sau lưng đàn bà, à, không đúng, thậm chí chú muốn trốn sau lưng đàn bà cũng đéo được, vì ngay cả con mộc hàm cũng bỏ chạy rồi, triệu gia cũng phủi sạch quan hệ với chú, chú cảm thấy có ai giúp mình sao? Nếu chú thức thời thì cục đuôi quay về Giang Hải, nhưng chú không biết xấu hổ ở lại thủ đô, bây giờ còn nói muốn đánh anh. Nếu không phải bây giờ anh đi với ghẹ, anh đánh chú chết mẹ rồi. Hạ Thiên thật sự muốn cho đối phương một trận, nhưng vì kế hoạch biến Mỹ Nhi thành vợ chính thức, hắn đành phải nhịn một chút. Anh là trình hạo của trình gia phải không? Lúc này Mỹ Nhi mở miệng, giọng nói có chút lạnh lùng. Trình bác Bình không dạy bảo anh, họa trong miệng mà ra sao? Vợ Mỹ Nhi, chị biết thằng ngu này sao? Hạ Thiên dùng giọng có chút kỳ quái hỏi. Mỹ Nhi còn chưa nói thì tên kia đã cười lạnh. Đúng vậy, anh là Trình Hạo, Hạ Thiên, bây giờ mày phải cho đàn bà ra mặt rồi sao? thế nào, tìm một con đàn bà không dám vác mặt ra gặp người để đi chơi lễ tình nhân à. Bây giờ không còn con đàn bà nào cần mày, mày phải tìm con này sao? Đúng là đáng thương, ngu ngốc. Hạ Thiên mắng Trình Hạo một câu, thằng ngu này dám chê vợ Mỹ Nhi xấu xí, đúng là ngu như heo. Hạ Thiên, mày làm ơn nói sạch sẽ một chút, nếu không tao sẽ không cho mày và con đàn bà xấu xí này lết qua ngày tình nhân. Trình Hạo giống như nổi giận, điều này cũng bình thường bị hạ thiên mắng là ngu dù là thằng ngu cũng nổi giận đáng tiếc trình hạo không biết chỉ riêng mình nổi giận mị nhi cũng nổi giận vì thế hắn vừa dứt lời đã bị mị nhi đá một phát vào bụng trình hạo đáng thương kêu thảm một tiếng sau đó dùng hai tay ôm bụng đau đến mức thiếu chút nữa đã ngã xuống đất gương mặt không đẹp trai cũng vì quá đau mà vặn vẹo càng thêm dữ tợn may mày dám đánh trình hạo cố sức ngẩng đầu nhìn mị nhi cách đó không xa nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã choáng váng, không phải vì mị Nhi đánh hắn, mà nàng tháo kính dâm ra. Có hơn mười mấy người đứng xung quanh xem náo nhiệt cũng ngây dại, lúc bắt đầu bọn họ cũng nghĩ rằng người phụ nữ mặc quần áo da đen với dáng người rất tuyệt vời kia là rất xấu, hơn phân nửa là mặt thẹo nếu không thì việc gì phải đeo một cặp kính dâm lớn như vậy trên mặt. Nhưng bây giờ bọn họ đều cảm thấy trình hạo quá ngu, nói người ta là xấu xí sao. Đám người không khỏi vô thức đưa mắt nhìn bạn gái bên cạnh, nếu người ta xấu xí thì bạn gái của mình là gì cút mị nhi lạnh lùng nói ra một chữ rồi tiếp tục đeo kính dâm lên vợ mị nhi cần gì cho thằng ngu này thấy được dáng vẻ của chị để cho tôi xem là được rồi hạ thiên lúc này phàn nàn trước đó hắn không muốn để mị nhi đeo kính nhưng bây giờ hắn thấy vợ mị nhi của mình sao lại cho loại này xem cậu hy vọng người ta nói mình đi cùng phụ nữ xấu qua lễ tình nhân sao mị nhi tức giận nói lúc này nàng thật sự có xúc động muốn đánh hạ thiên nàng hảo tâm lấy lại mặt mũi cho đối phương không ngờ hắn còn không biết tốt xấu vợ mị nhi tôi biết chị xinh đẹp là được hạ thiên cười hì hì còn nữa thật ra tôi thấy lễ tình nhân cũng bình thường chị là vợ tôi sau này sẽ là vợ tôi ngày nào cũng cùng nhau đi trong ngày cho vợ cái gì là ngày cho vợ mị nhi hừ một tiếng tên này chỉ biết nói hưu nói vượn tôi nói có thì có sau này tôi sẽ chọn một ngày đặt là ngày cho vợ hạ thiên nghiêm trang nói cậu thích thế nào cũng được mị nhi cũng lười tranh chấp với hạ thiên nàng kéo tay hắn muốn rời khỏi đây vì bây giờ bên cạnh quá nhiều mà nàng cũng không muốn bị người ta vây xem người đẹp chú ý đột nhiên có người hô lên trời có dao dao có cô gái la lên mị nhi quay đầu nàng thấy trình hạo cầm dao lao về phía mình muốn chết Mị Nhi hừ một tiếng, sau đó nàng lóe lên, chủ động phóng lên đá bay Trình Hạo, tên này bay lên đập xuống một chiếc xe. Á! À, Trình Hạo hét thảm một tiếng, sau đó tất cả đám người vây quanh xem chợt choáng váng, điều này không phải đánh chết người đấy chứ. Chương 1145, Mị Nhi không thể nhịn. Một đá của Mị Nhi rất có chừng mực, tuy khá nặng nhưng không đến mức chí mạng, nhưng thật sự chỉ có thể trách Trình Hạo thật sự là bao cỏ hắn cầm dao nhưng bị đá trúng một cước lại tỏ ra hoảng loạn cuối cùng khi bị đá văng lên xe và rơi xuống đất thì không biết vì sao lại đâm dao vào bụng chính mình con dao kia khá dài khoảng 30 cm bây giờ ít nhất cũng có một nửa đâm vào bụng trình hạo máu tươi cũng túa ra á à, cứu mạng có ai không giết người mau cứu mạng bạn gái của trình hạo lớn tiếng hô hào cũng có vài người lấy điện thoại ra báo cảnh sát và gọi xe cứu thương hạ thiên thì tiếp tục nắm lấy vòng eo của mỹ nhi tỏ vẻ không có chuyện gì phát sinh vợ mỹ nhi chúng ta tiếp tục đi dạo thôi bắt lấy bọn họ mau bắt lấy bọn họ chúng nó là hung thủ bạn gái của trình hào hét lớn nhưng không ai đáp lời vài người còn dứt khoát kéo bạn gái bỏ đi không muốn dây vào phiền phức vô vị đến khi xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến thì hạ thiên và mỹ nhi đã biến mất từ lâu hạ thiên vẫn cùng mỹ nhi đi song song trên đường nhìn qua không khác gì những cặp tình nhân khác. Ngụy Nhi trầm mặc một lúc lâu rồi mở miệng. Chúng ta nên về khách sạn thôi, nếu không lát nữa sẽ có người đến gây phiền toái cho cậu. Không sao, tôi không sợ đám người kia. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Cậu có biết Trình Hạo kia là ai không? Nghị Nhi suy nghĩ rồi hỏi. Không biết, tôi chưa từng gặp tên ngốc kia lần nào. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn là người trình gia, cậu nên biết ở thủ đô có bốn tiểu gia tộc, bây giờ Trình Gia là một trong số đó. Mỹ Nhi giới thiệu tình huống của Trình Hạo, sau đó di chuyển chủ đề. Triệu gia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu và yêu yêu không phải có quan hệ không bình thường sao? Vừa rồi Trình Hạo nói triệu gia đã phủi sạch quan hệ với cậu, đây không phải thật chứ? Vợ tiểu yêu tinh mỗi ngày chỉ biết đi chơi, cũng không quan tâm đến vấn đề gì, còn triệu gia, trước nay tôi và triệu gia vốn không có quan hệ gì, sau này tôi còn phải tìm tính sổ tên Triệu công tử kia nữa." Hạ Thiên dùng giọng lập lờ nước đôi nói, bây giờ hắn không thể nào nói rõ sự thật cho Mị Nhi, chỉ có thể nói như vậy để lừa gạt nàng. "Vì vậy tôi cũng không muốn Triệu gia giúp đỡ, chị yên tâm, tôi tốt lên sẽ xử lý tất cả đám Trình gia hay Viên gia kia." Thật ra lần này không phải Triệu công tử bỏ đá xuống giếng, nói là Triệu gia phủi sạch quan hệ với Hạ Thiên, đây cũng là một phần trong kế hoạch của Hạ Thiên nếu người khác biết hắn còn quan hệ với triệu gia, chỉ sợ bọn họ sẽ không dám đến gây phiền toái. Bây giờ đám người kia biết Hạ Thiên mất gần hết võ công, y thuật cũng không còn linh nghiệp, ngay cả Mộc Hàm cũng từ bỏ hắn, vì vậy lúc này có thể nói là không chỗ nương tựa. Tất nhiên điều này cũng là nguyên nhân để đầu tiên là viên thế phong, sau đó là trình hạo vốn không có thủ oán cũng muốn dạy bảo Hạ Thiên một bài học. Đối với đám con cháu gia tộc ở thủ đô, dạy bảo Hạ Thiên không phải vì báo thù mà muốn tìm khoái cảm. Nhớ ngày trước bọn họ phải vì Hạ Thiên mà sống an phận, mỗi khi người này đến thủ đô thì bọn họ đều phải kẹp đuôi làm người, cảm giác này rất một ngạt. Bây giờ bọn họ muốn tìm khoái cảm trên người Hạ Thiên, nhưng đến lúc này dù là Viên Thế Phong hay Trình Hạo cũng chưa làm được gì, ngược lại còn tự hại chính mình. Kẻ địch của cậu sợ rằng sẽ ngày càng xuất hiện. Trong giọng nói của Mị Nhi có chút bực bội, tuy bây giờ thực lực của nàng rất mạnh, trong thủ đô không có vài người chống lại nàng, nhưng thực tế theo nàng biết thì ngoài Hạ Thiên trong thủ đô này căn bản không còn ai thắng được nàng dù là mộc hàm thì cũng có chút tranh lệch với nàng vì nàng trời sinh là người có thân thể cực âm vì thế mà có thiên phú võ thuật cực tốt nhưng kẻ địch của hạ thiên quá nhiều nàng vẫn có chút lo lắng vì khó lòng phòng bị hạ thiên không nói gì trong lòng thầm nghĩ hắn chỉ ước gì đám người kia xuất hiện một lượt như vậy vừa vặn giải quyết tất cả đại ca một âm thanh cực kỳ quen thuộc vang lên một chiếc audi dừng lại một tên thanh niên mặc tay trang trắng nhưng đen như than chạy đến, đúng là bạch tiểu lỗi. Tiểu Hắc, sao chú đến đây? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Đại ca, em nghe nói bây giờ sức khỏe anh không được tốt, vì vậy định đưa anh đi tịnh dưỡng vài ngày. Bạch tiểu lỗi nói thẳng ý nghĩ của mình. Tuy hoàn cảnh chỗ em không quá tốt nhưng tuyệt đối an toàn. À, không cần, anh đang ở khách sạn với vợ. Hạ Thiên lắc đầu, tên tiểu đệ này cũng không tệ cho là hắn gặp nguy hiểm nên đến chủ động bảo vệ. Vị chị dâu này à? Bạch tiểu lỗi nhìn về phía Mị Nhi rồi dùng giọng khách khí nói. Trong thủ đô cũng không có mấy người biết Mị Nhi, Bạch tiểu lỗi tất nhiên cũng nằm trong số đó, lúc này trong lòng hắn có chút buồn bực, từ khi nào thì trong thủ đô xuất hiện một người đẹp thế này. Dù không nhìn rõ diện mạo của Mỹ Nhi, nhưng chỉ cần dáng người nóng bỏng của nàng cũng đủ làm cho Bạch Tiểu Lỗi tin, nàng là một tuyệt sắc mỹ nữ, dù sao với ánh mắt của Hạ Thiên thì cũng không thể tìm phụ nữ xấu. Đúng vậy, tóm lại chú cứ về với vợ đi, anh tiếp tục đi dạo với vợ. Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng, đại ca, nếu như vậy sẽ không quá an toàn. Bạch Tiểu Lỗi có chút trần trừ, cuối cùng mới nhịn không được phải nói. Mị Nhi lúc này mở miệng cắt ngang lời Bạch Tiểu Lỗi. Cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Bạch Tiểu Lỗi không khỏi ngần ngơ xem ra người phụ nữ này không chỉ có dáng người nóng này thân thủ cũng rất lợi hại trách không được hạ thiên lại yên tâm đi dạo như vậy một chiếc xe cảnh sát chạy đến bốn tên cảnh sát võ trang đầy đủ xuống xe rồi đi về phía hạ thiên cậu là hạ thiên một tên cảnh sát mở miệng hỏi nói nhảm tất nhiên tôi là hạ thiên hạ thiên tức giận nhìn tên cảnh sát có phải cậu vừa đả thương một người tên là trình hạo lại một tên cảnh sát mở miệng là tôi đả thương." Mị Nhi nói, đồng thời lấy ra giấy chứng nhận. Nhìn rõ một chút, "Đừng đến tìm phiền toái, dù là Trình Hạo hay là các người, tôi có quyền giết chết bất cứ lúc nào." Sóng điệu của Mị Nhi lạnh như băng và bùng ra khí thức bức người, điều này làm cho trong lòng bốn tên cảnh sát bùng lên hàn khí, vô tình không nói nên lời. Nhưng vài giây sau bọn họ lại rút súng lục ra chĩa về phía Mị Nhi. "Không được nhúc nhích, giơ tay lên, ngồi xổm xuống." ngồi xổm xuống mau ngồi xổm xuống đặt tay sau gáy nếu không tôi nổ súng bốn tên cảnh sát quát lên nhưng mệnh lệnh của bọn họ có chút hỗn loạn các người làm gì vậy bạch tiểu lỗi lập tức nổi giận ai cho các anh làm điều sằng bậy mua bỏ súng xuống tôi sẽ điện thoại cho cục trưởng la bạch tam thiếu gia tốt nhất anh nên điện thoại cho trình thiếu gia một tên cảnh sát mở miệng rõ ràng hắn biết bạch tiểu lỗi mà hắn mở miệng cũng làm bạch tiểu lỗi hiểu ra, bốn tên cảnh sát này cũng không bình thường. Tôi cho các anh một cơ hội, cút đi ngay, nếu không các anh cũng chẳng còn cơ hội. Lúc này Mỹ Nhi thật sự nổi giận, vài tên cảnh sát này thật sự không thèm quan tâm đến ám tổ, nàng đã đưa ra giấy chứng nhận nhưng bọn họ cũng không quan tâm, đúng là miệt thị ám tổ. Xem ra hôm nay tất cả mọi người đều cho rằng tôi dễ bị ức hiếp. Hạ Thiên ở bên cạnh lầm bầm nói một câu, hắn chỉ đi dạo một vòng mà đã có nhiều người đến tìm phiền toái vị tiểu thư này lần sau đừng nên làm như vậy đừng tưởng rằng một cái chứng cứ có thể gạt được chúng tôi còn nữa tôi cũng cho cô một cơ hội cuối cùng lập tức bó tay chịu trói nếu không đừng trách chúng tôi một tên cảnh sát lạnh lùng nói hắn vừa nói vừa làm ra vẻ có thể bóp cò đùng 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 bốn tiếng súng vang lên á à, bốn tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên Lúc này nếu nhìn lên đầu của bốn tên cảnh sát thì sẽ thấy có một lỗ máu, khi bọn họ ngã xuống thì phụ cận liên tục vang lên những tiếng gào thét. Bạch Tiểu Lỗi chợt choáng váng, người phụ nữ này cứ như vậy mà giết chết bốn người sao? Hắn chẳng phải chưa từng thấy phụ nữ hung hãn, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy. Hôm nay đám người này liên tục đến tìm phiền toái, nếu bọn họ đã muốn tìm phiền toái, xem như tôi cho bọn họ ra đi sớm hơn trong giọng nói của Mỹ Nhi có chút tàn độc, nàng thật sự đã nhẫn nhịn quá đủ, mà đám cảnh sát kia cũng đã chọc giận nàng, dù sao nàng cũng là tổ trưởng thiên tổ, sao có thể để người khác chĩa súng vào người như vậy. Vợ Mỹ Nhi, không cần tức giận với loại ngu ngốc này, nếu không chúng ta đừng đi dạo nữa, mà về thôi. Hạ Thiên lúc này mở miệng an ủi Mỹ Nhi. Được, trở về. Mỹ Nhi vốn cũng không muốn dạo phố, tất nhiên nàng sẽ đồng ý. Đại ca, đại tẩu, tôi đưa anh chị về bạch tiểu lỗi lúc này mới kịp phản ứng hắn mở miệng nói hạ thiên cũng không từ chối hắn kéo nghị nhi lên xe của bạch tiểu lỗi vài phút sau bọn họ đã về đến khách sạn đô thành đại ca em cũng không quấy dậy anh nếu có chuyện gì anh cứ điện thoại cho em em nhất định sẽ đến ngay bạch tiểu lỗi đưa hai người đến phòng rồi nhanh chóng cáo từ chú có việc gì cũng nên điện thoại cho anh hạ thiên lười biếng nói hắn cảm thấy mình chưa chắc xảy ra chuyện, sợ rằng bạch tiểu lỗi mới dễ xảy ra chuyện. Hạ Thiên dự đoán rất đúng, bạch tiểu lỗi vừa rời khỏi khách sạn và về đến nhà thì phát hiện có người chờ mình. Lão Tam, cậu đang dở trò quỷ gì vậy? Lúc này còn chạy đến với Hạ Thiên. Người này vừa thấy bạch tiểu lỗi vào nhà thì nổi giận đùng đùng chất vấn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1145